hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Thai Giá. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa thượng Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Thai Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tụng Đức có một trung trung. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Kính Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nói đến ác ma, ở đây tức là thiên ma. Ở trong kinh sách nói rằng là thiên ma ở trong quá khứ cũng đã có, ở cái thời gian khi mà sanh làm người có quan trái với Đức Bồ Tát, do cái lời nguyện, cho nên thiên ma cứ tìm dịp để mà quấy phá Đức Phật, mặc dù biết là thất bại nhưng mà vẫn quấy phá. Và chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta nghe nói bảy mồi ác ma đó, thì cũng tương tự như vậy. Ở đây trong bài kinh này thì ác ma muốn đe dọa Đức Phật, hắn nói rằng là hắn có cái cạm bẫy mà có thể bắt được loài người. Cạm bẫy đó tức là cạm bẫy của vũ trần, hấp dẫn lôi cuốn. Nhưng ác ma không có lường trước được, không có hiểu rằng đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác thì không phải dễ dàng. Đừng nói là dễ dàng hay không dễ dàng, mà nói là không thể được, hoặc là bất khả xâm phạm, bất khả chiến mạng. Ngài không có bại trước quan vương đâu. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng cho cái bài kinh này. Nam mô Bích Thai Giả. Xin mời cô tu nữ Như Pháp đọc cho bài kinh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, cảm ơn mọi người cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được phép đọc phần chánh kinh.
Bài 5, cạm 7, kinh diệu của ma, kinh tâm ý, Manasasutta, chương 4, tương ưng ác ma, phẩm thứ 2. Kinh điển ghi nhận nhiều trường hợp một người đã chứng thiền định và thần thông vẫn bị hoại thiền và mất thần thông vì mục kích cảnh tượng gợi sắc dục hay sự đam mê danh lợi. Năm dục trưởng dưỡng không phải chỉ chi phối tâm thức bằng ảnh hưởng trực tiếp mà còn do tập khí nhiều đời hay liên hệ tới ngã chấp. Ác ma biết Đức Phật là bậc đạt đến cảnh giới cao vời của thiền định nhưng vẫn còn chút hy vọng đánh bại Đức Thế Tôn với bản năng tham luyến dục lạc muôn hở của chúng sanh. Đức Phật đã trả lời: thẳng là tự tâm nhài tất cả ái dục đã đoạn tận, bậc đại giác là vậy. Cảnh giới của giải thoát viên mãn là vậy. Đối với phàm nhân chưa đoạn tận kiết sử là câu chuyện hoàn toàn khác. Người trí không thể không ý thức hiểm họa cạm bẫy khôn lường của ma. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thuở ấy, Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, kỳ viên, ngôi già lam của ông Anathapindika. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, nói với ngài bài kệ ngôn: có bảy sập thái hư, tâm ý vẫn ra vào, phương tiện ấy bắt người không thoát đâu sa môn. Những sắc thinh hương vị và cảnh xúc khả lạc, ta chẳng còn ham muốn thần chết, ngươi đã bại. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiền thể đã biết ta nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Tích văn: Antalik Khacharo Basovya Yang Charatima Naso. Có bảy sập vận hành trên hư không mà tâm ý vẫn lui tới. Te Nap Tăng Ba Tha Huyết Sa Mít. Ta sẽ trói buộc người với cái ấy. Nap Mê Samanamok Khasi Tích. Ngươi sẽ không thoát khỏi hỡi vị sa môn. Rupa Sada Rasa Gandha Phat Thap Ba Chamana Rama. Sắc thinh vị hương và xúc khả ý khả lạc. Atthame Vitago Chando. Ham muốn đã đoạn tận nơi ta. Nihato Toa Masik Anh tất cả tiếc, ngươi đã bại rồi, hỡi thần hủy diệt. Thích nghĩa: câu Anh ta lít khá cha rô ba sô bia dăng cha ra tiếc mà na sô theo sớ giải chỉ cho bảy sập của một dòng ta gáp ba sát có thể cột trói ngay cả những người có thể phi hành trên không, chứng thiền và thần thông. Bản kinh do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính thánh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư. Alo. Dạ, con đang kính lễ ơn Đức Phật, Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính lễ Hòa Thượng Giác Giới, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Tri, Đức Tệ Đức, Sư Nguyên Thông, quý bà, quý cô, tu nữ, trân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học một cái bộ kinh này cũng rất là đặc biệt, quý vị, là một kinh tương ưng. Và để mà nói đến một cái phẩm nào đó, ví dụ như phẩm chư thiên thì nói rất là nhiều bài liên tục nói về chư thiên hay phạm thiên,
hay là gia chủ hay là ác ma cũng vậy. Chúng ta sẽ đọc được hết tất cả những cái gì liên quan đến ma mà đã quấy phá Đức Thế Tôn ở trong nhiều cái giai đoạn, nhiều lúc, nhiều thời, từ lúc mà giác ngộ giải thoát cho đến sau này. Thì chúng ta cũng biết rằng ma đó cũng là một chúng sanh, mà chúng sanh đó thì cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có tâm, và cũng thấy những cái gì mà mình gọi là tham và sân á, si. Thấy, mình cũng vẫn thấy, ma cũng vẫn thấy, vì ma cũng là những chúng sanh có danh, có sắc, có thân, có tâm. Thành ra cái sự phá phách của ác ma đó thì chúng ta thấy rất là nhiều. Lúc những lúc mà Đức Phật đi bát, ác ma đã dùng cái năng lực của mình nhập vào những người dân chúng cho họ đừng đặt bát cho Đức Phật. Hoặc là có những lúc Đức Thế Tôn ngày nghĩ đến thương chúng sanh, ngày thương chúng sanh, nếu mà vua chúa mà thực hành theo những cái thiện pháp đó, thì sanh sẽ đỡ khổ. Thì ác ma lúc bây giờ đọc được cái tâm ý, nói bây giờ thôi ngài làm bị vua đi. Thì Đức Phật ngài biết được cái đó là điều đó của ác ma, việc đó của ác ma nói. Thì chúng ta biết rằng á, vì thường thường quý vị biết rằng ma như thế, nó cũng có nhiều điểm mà chúng tôi cũng đi, thường thường chúng tôi cũng hay giảng, tôi gọi là thờ trời. Ông trời cũng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông, chỉ có cái không có lậu tận thông thôi. Như vậy thì những vị trời đó mà thường thường ở miền quê người ta hay làm bằng thiên đó, tôi gọi là thờ trời. Thì quý vị biết rằng nếu mà so sánh thì những vị chư thiên đó là những người có phước, họ có một cái tuổi thọ cũng rất là đặc biệt. Thường thường mình nghe trong kinh Đức Phật giảng cho bà Quy Sơ Kha nghe đó, 50 năm cổ cõi nhân loại của mình bằng cõi trời Tứ Đại Thiên Vương một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Cõi Tứ Đại Thiên Vương sống được 7 triệu năm. Thì cõi trời Đao Lợi là 100 năm của chúng ta bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Cõi trời Đao Lợi sống được 1000 tuổi thọ, tương đương với 36 triệu năm. Như vậy thì lên cái cõi cao thì gấp đôi nữa, vậy gấp đôi lên. Như vậy thì ma vương đó là chúa ở cõi tha hóa tự tại, là cõi trời cao nhất, 16.000 năm của chúng ta đó, bằng cõi một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm. Và chúng ta mà không hiểu điều này đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái bài kinh mà như bài kinh Hàng Ma đó, ngày Mục Kiền Liên đó, ma đi trong bụng ngày Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói rằng ngài kêu ma đó là mắt ma du si đó, ngươi phải kêu ta bằng cậu lận. Vì lúc đó ta là ma du si đó, vì chị của ngươi là mẹ của ngươi là chị của ta, ta rơi xuống địa ngục, bây giờ ta từ địa ngục sanh lên đây, người ta tu ta trở thành vị thinh văn đệ tử cánh trai tái trái trái bị lục thông. Thì quý vị biết rằng lúc bây giờ Đức Mục Kiền Liên ngài nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái tuổi thọ ở cõi những cõi trời đó, cái tuổi thọ rất là lâu. Thì chúng ta chết, chúng ta rơi vào trong địa ngục ấy, nó cũng ở trong địa ngục một thời gian rất là lâu, nhưng mà sanh lên rồi những cái vị đó ở trên cõi trời cũng chưa có chết nữa quý vị. Nên đó, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy những vị chư thiên đó thì họ có những cái phước báo công đức đặc biệt. Ví dụ chúng ta thấy họ có thiên nhãn thông là họ có thể thấy được, họ có thể thấy thiên nhãn thuần tịnh, họ có thể thấy được từ trên cõi trời, có thể nhìn xuống được. Hoặc là thiên nhĩ thông có thể nghe được. Chúng ta thấy như là những cái câu chuyện của Sa Di Sú Na Ca Na đó, dùng thiên nhãn thấy được chư thiên nhưng mà không nghe được chư thiên nói. Nhưng mà chư thiên thì họ có thiên nhĩ thông, họ nghe được. Với cái phước báo công đức cho họ sanh làm chư thiên đại thần lực. Rồi họ có tha tâm thông, với tâm của họ biết được tâm người khác. Nên thường thường quý vị nghe ác ma đó là khi mà Đức Thế Tôn ngày có cái sự suy nghĩ về cái lòng bi mẫn á, ngày nói về những cái pháp, những cái pháp bậc pháp vương đó,
là cái bậc mà hiền vương của vua chúa đó mà thực hành theo những cái pháp cai trị dân chúng đó, thì những cái pháp đó sẽ giúp cho đó là cái người dân họ đỡ khổ và họ sống nhàn nhã và sống với cái sự sống mà sanh phước. Thì ác ma biết được cái tâm của Đức Phật, và gần như là ác ma muốn tìm hiểu ai nó cũng dễ khi mà tác ý đến. Nên thường thường quý vị thấy giống như là Đức Phật thì nói rằng người dùng thần thông giống như người co cánh tay, duỗi cánh tay thẳng ra vậy. Thì ác ma cũng có thần thông, và khi mà ác ma muốn theo dõi ai đó thì ác ma theo dõi. Nên quý vị thấy như câu chuyện mà ma vương mà phá Đức Phật từ lúc mà ngài xuất gia đó, ngài xuất gia ma vương cứ theo dõi ngài hoài như vậy, theo dõi Đức Tử Tôn hoài như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nhiều cái giai đoạn ma đã phá phách, rồi ma nữ là con của ma vương đó xuống phá Đức Phật, nhưng mà cũng không làm gì được quý vị. Nói như vậy thì không phải là phá không được rồi, nhưng mà tại vì thường thường quý vị biết rằng ác ma đó biết được cái năng lực của mình, nhưng mà không biết được cái năng lực của Đức Phật, không biết được cái năng lực của bậc đại giác. Nên chúng tôi thường nói quý vị đó là cái người dưới đó không có biết người trên. Ví dụ như một người chứng sơ thiền không biết được người chứng được ngũ thiền, và người chứng được ngũ thiền cũng không biết được người chứng được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ đạo. Nó cũng giống như ở ngoài đời quý vị. Ở ngoài đời thì đứa con nít nó học lớp 5 thì nó không thể nào biết được chương trình cấp 3, hoặc là nó học lớp 9 thì nó cũng không biết chương trình của đại học. Nó cũng giống vậy thôi. Tại cái trình độ học vấn của nó chưa có đến đó, nó không thể nào biết được. Thì chúng ta hiểu rằng cái trình độ giác ngộ của các bậc thánh cũng giống như vậy. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy cũng có những cái đứa học sinh nó tự kiêu tự đại. Ví dụ như nó học hỏi giỏi thì nó tự kiêu tự đại, nó thách thức mấy ông giáo sư này kia nọ. Thì Đức Phật mình có thể giống như là những vị giáo sư giỏi toàn diện vậy đó, nhưng mà vẫn bị những người học sinh họ có một chút thành tựu gì đó, họ kiêu ngạo, họ khiêu khích vậy thôi. Thì chúng ta biết rằng ác ma vì có những cái thần thông như vậy đó, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần thông. Ác ma cũng có những cái loại thần thông này, và vì có những cái loại thần thông này đó nên cái việc mà phá phách của ma đó nó cực kỳ là cái người tu cực kỳ gian nan để vượt khỏi, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Quý vị thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà các vị tỳ khưu đó mà bị ác ma chọc ghẹo. Nhưng mà nếu mà những vị A-la-hán hay là những vị thánh tu được quần tứ đại hàm thì ác ma cũng chẳng làm gì được. Tại vì những cái vị thánh đó, là vị đó đã thành tựu được cái thánh đạo, và chính cái thánh đạo đó đã làm cho cái tâm vị đó nó bất động, không còn nghi ngờ Đức Phật, giáo pháp và chữ tăng, không còn nghi ngờ những cái sự sanh thú nữa, vì những vị đó đã dứt trừ được cái tâm si hoài nghi rồi quý vị. Nên thường thường quý vị nghe những vị thánh, dù là những vị thánh tu đầu quần như là ông Sắc Bá Bút Thá, ông Thiện Giác Cùi đó, hay là ông Cấp Cô Độc, hay là những cái vị đệ tử của Đức Phật mà đắc đạo quả tu đồ quần, ma có làm gì cũng chẳng làm được, còn nói gì đến bậc đạo sư. Nhưng mà ác ma đó thì cũng muốn ta đây, cũng làm ra vẻ ta đây để cho mấy người biết là ta chọc ghẹo bậc đại giác, người ta cũng còn chọc ghẹo hoài như vậy đó. Nhưng mà bậc đại giác cũng làm gì ta hết. Thì quý vị cũng nghe được nhiều cái đoạn kinh lắm quý vị, nhiều đoạn kinh mà ác ma phá phách Đức Phật, nhưng mà sau này có những vị đệ tử của Đức Phật đó, bắt trói ác ma trong những cái phụ cờ đó, bắt trói lại và không có thoát ra được. Thì nó có những trường hợp như vậy, thì lúc đó ác ma mới suy nghĩ rằng Đức Phật là bậc đại giác, ngài dư sức trói ta, nhưng mà ngài lòng bi mẫn của ngài không trói. Bây giờ ngài viên tịch niết bàn rồi mà đệ tử của ngài đó trói ta như vậy, trói ta không có thể nào thoát ra được. Thì để cho quý vị biết rằng có những lúc ác ma đó quậy phá Đức Phật, lúc còn Đức Phật còn sanh tiền, Đức Phật còn trụ thế, nhưng mà Đức Phật á, ngài vẫn từ mẫn vô lượng. Nhưng mà rồi sau này cũng có những người đệ tử của Đức Phật
những vị đệ tử nhỏ bắt trói ác ma lại để cảnh báo ác ma biết rằng Đức Thế Tôn là từ bi vô lượng, người phá phách Đức Thế Tôn nhưng mà Đức Thế Tôn không làm gì. Nhưng mà có những vị đệ tử còn nhỏ mà đắc A-la-hán có thần thông vẫn trói bắt ác ma được. Thì nói như vậy để quý vị biết rằng bởi vì ma nó không có hiểu được Đức Phật, không hiểu được cái tâm đại bi của Đức Phật. Và Đức Phật thì có như vậy đó để Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng ác ma đó là phá phách đủ trò đủ chiêu hết đó. Để cho chúng ta biết rằng khi mà tâm chúng ta chưa giải thoát đó, thì chúng ta phá phách dữ lắm. Chúng ta phá phách dữ lắm. Và cái sự phá phách đó chúng ta thấy rằng ví dụ mình nói như là tiền thân của Ngài Mục Liên làm ác ma du si mà phá đệ tử của Đức Phật các của sanh thá và đập vào đầu Ngài Quá Xá Phá vậy đó. Mình nghĩ sao mà một vị thánh đệ tử thượng thủ tinh văn như vậy mà ma du si đập vô chi vậy. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi chúng ta không có hiểu được cái tâm trạng lúc bấy giờ đâu quý vị. Con người nó có cái tâm trạng, và cái tâm trạng của con người đó là mình không có thể nào biết được hết á. Chúng ta nghe những cái câu chuyện mà lạ lùng, có nghĩa là anh thợ mà cái anh thanh niên đi học nghề bún sạn á, đi bún mà bún sạn xuống xuất sư đó, giờ muốn thử, muốn lấy người thử thì nghĩ con dê, con bò, con gì cũng có người sở hữu hết, phải bị đền. Chỉ có ông mấy vị sa môn là không có ai sở hữu. Nên ông ta mới bắn vào lỗ tai của vị sa môn, mà ai về đó là bị Phật độc giác. Nên nói trên đời có nhiều người nghĩ rất là kỳ lạ quý vị. Có nghĩa là lấy những vị sa môn không có ai, không cha không mẹ, sống độc cư, sống lang thang chỗ này chỗ kia, trở thành cái đối tượng mà để mình thử duyên sạn xuất sư. Nên nhiều khi quý vị thấy trên đời này chúng sanh cũng nghiệp lực cũng kỳ lạ, trổ sanh nghiệp lực cho chúng sanh đó, nhiều người đó, cũng nghiệp lực nó kỳ, mình không có thể nào tưởng tượng nổi. Và chính những cái việc đó đều là những cái nghiệp từ cái ác tâm đó quý vị, từ bất thiện tâm, từ thân khẩu ý bất tịnh đó, mà mình đã làm những cái nghiệp đó. Và những cái nghiệp đó nó quay quần theo mình, nó quay quần theo mình và nó làm cho mình khốn đốn. Thì quý vị biết rằng ác ma đó chọc phá Đức Phật như vậy, thì bà tín nữ Visakha bà phát nguyện làm thiên hậu của ma vương để nhắc ông chồng mình đó. Mới mốt ông cũng trên con đường giác ngộ, nếu bây giờ ông phá Đức Phật hoài đó, mới mốt ông cũng bị người ta phá. Bị người ta phá. Thì dù là nói như vậy nhưng mà thật sự đó, con người nó rất là lạ quý vị. Bởi vì cái tâm ý của mình và cái phiền não của mình nó còn đó, nên mình hành động theo phiền não. Nếu mà mình có lý trí, mình gọi là có lý trí, mình gọi là có tâm thiện hợp trí đó, mình suy nghĩ đến nhân quả đó, thì mình mới không có dám làm. Nhưng mà không phải lúc nào tâm của mình nó cũng là tâm thiện hợp trí hết. Có lúc đó thì nó cũng có những cái tâm bất thiện sanh khởi. Nên quý vị thấy tâm nó không có tâm nào giống tâm nào hết. Bởi vì chúng ta học tâm là gì? Tạo sự sai biệt trên đời. Tâm nhãn thức thì thấy cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì nghe cảnh thinh, tâm tỷ thức thì ngửi cảnh khí, tâm thiệt thức thì nếm cảnh vị, tâm thân thức thì xúc chạm cảnh xúc, tâm tiếp thâu thì tiếp thâu sắc thinh khí vị xúc, rồi quan sát là quan sát sắc thinh khí vị xúc, rồi đoán định là đoán định sắc thinh khí vị xúc ở trong cái lộ của tâm. Và những cái tâm bất thiện nó có động lực. Thì động lực đó chúng ta biết là những tâm tham. Nếu mình gặp những cái cảnh đó vừa lòng thích thú, mình gọi là những cái cảnh tịnh, cảnh đẹp, cảnh vừa lòng khả ái, khả hỷ, khả lạc hấp dẫn mê ly đó, thì đó là những cái cảnh mà tâm tham sinh khởi. Như vậy thì ác ma không có đo lường được cái tâm của bậc đại giác. Nên ác ma nghĩ rằng cái sự luân hồi đó, bởi quý vị biết rằng nha, ác ma đó là có nhiều lúc nói chuyện mà mình thấy như là ác ma thấy Đức Bồ Tát chết chỗ này, sanh chỗ kia, chết chỗ kia, sanh chỗ nọ, chết chỗ nọ, sanh chỗ kia, bây giờ thành bậc đại giác vậy đó. Tại vì thường thường quý vị biết là ác ma đó là có cái tuổi thọ lâu hơn, cái tuổi thọ lâu hơn với cái thời gian mà chúng tôi nói 16.000 năm đó, bằng một ngày một đêm ở cõi trời tha hóa tự tại đó. Thì quý vị biết rằng nếu mà mình sanh cõi nhân loại đó thì 16.000 năm
bằng một ngày một đêm cõi trời, bằng một ngày một đêm cõi trời tha hóa tự tại. Bởi vì 500 rồi 1.000 là đến 2.000, 2.000 là 4.000, 4.000 là 8.000, 8.000 là 16.000. Cõi quá lạc á, là 8.000, cõi tha hóa tự tại là 16.000, 16.000 năm của chúng ta đó, bằng cõi đó 1.000 một đêm. Như vậy thì khi mình sanh ở cõi nhân loại đó quý vị, mình sanh ở cõi nhân loại đó, 50 năm á, bằng 1.000 một đêm cõi tứ đại thiên vương thôi. 50 năm bằng ngày một đêm cõi tứ đại thiên vương. Như vậy á, thì cái cõi tứ đại thiên vương đó, họ sống được 500 tuổi thọ, tương đương với 7 triệu năm nhân loại. Như vậy 7 triệu năm đó mình chết đi sanh lại không biết bao nhiêu lần. Và chúng ta cũng biết là ma vương đó, nhìn Đức Bồ Tát chết chỗ này, tu tập chỗ này, chết chỗ này sanh chỗ kia, chết chỗ kia sanh chỗ nọ. Nên khi mà Đức Thế Tôn người thuyết về vô thường đó, thì ác ma nghĩ rằng mình thường hằng quý vị. Thường hằng, tại vì ác ma đâu có thấy mình chết đâu. Đức Bồ Tát thì chết chỗ này sanh chỗ kia, nhưng mà ác ma thì không thấy mình chết. Nên ác ma hay là những vị chư thiên phạm thiên lúc bấy giờ cứ nghĩ là mình thường hằng, mình thường trú, thường mình gọi là bất sanh bất diệt vậy đó. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy quý vị. Bởi Đức Phật thì biết được cái sự sai biệt đó, nên những cái vị chư thiên đó, họ sống ở trong những cái dục lạc đó, họ đam mê dục lạc. Và cái thời gian đó, rồi nó sẽ đi đến cái tuổi thọ dù là 16 ngàn năm đi, rồi nhưng mà nó cũng vẫn phải trôi đi, vì thời gian nó vẫn trôi đi. Nhưng mà nếu so sánh với những vị phạm thiên đó, thì 1/3 kiếp trái đất này bằng cái tuổi thọ của phạm chúng thiên. Phạm phụ thiên thì sống bằng nửa kiếp trái đất này, từ lúc mà trái đất thành hình cho đến nửa kiếp trụ của trái đất. Đại phạm thiên thì sống bằng một kiếp trái đất. Nhưng mà nếu mà so sánh cái tuổi thọ cõi phạm thiên với ma vương đó, thì cái ma vương cũng không có so sánh được với cái tuổi thọ của cõi phạm thiên. Mà nếu mà phạm thiên sắc giới đó thì không thể nào mà so sánh với phạm thiên vô sắc được. Chúng ta thấy như là cõi phi vi tưởng xứ 84.000 kiếp trái đất, rồi cõi thức vô biên xứ là 64.000 kiếp trái đất, rồi cõi không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ đó thì 64.000 kiếp đất, rồi thức vô biên xứ là 32.000 kiếp trái đất, rồi cái cõi không vô biên xứ là 16.000 kiếp trái đất. Cái tuổi thọ 16.000 kiếp trái đất như vậy, quá lâu như vậy. Thầy nói Đức Phật á, ngài là bậc đại giác và ngài đã biết cái tuổi thọ do cái mãnh lực thiền có tầm tứ hỷ lạc xả định, và cái chứng được sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền hay là tứ thiền, ngũ thiền hay là thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở hữu xứ, thiền phi vô tưởng xứ. Như vậy nhưng mà thật sự đó thì quý vị biết rằng ác ma đó đâu có hiểu được điều này. Đức Phật á, ngài thuyết giảng nhưng mà ác ma thì cũng đâu có hiểu được những cái điều này, bởi vì cái này là do cái sanh tử trí, cái sanh tử thông mà Đức Phật ngài biết cái tuổi thọ và chúng sanh sanh về đó thọ lạc vui khổ như thế nào, tuổi thọ đến mức độ như thế nào, và từ chỗ đó nó chết sanh đi đâu, Đức Phật ngài biết được điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ác ma đó là một trong những cái vị mình gọi là ở cõi trời dục giới cao nhất, là vị chúa cõi trời dục giới cao nhất, cũng có niềm tự hào, tự kiêu, tự đại, cũng kiêu căng, tự phụ như vậy. Vì thật sự đó, quý vị biết rằng một cái người mà khi thấy khổ luân hồi đó, thì với cái trí tuệ thấy khổ đó, họ sẽ không kiêu căng. Nhưng mà nếu một người đó mà họ không có cái tâm suy tư đó, về cái nỗi khổ luân hồi đó, thì họ vẫn kiêu căng tự phụ. Nên thường thường á, quý vị thấy một cái người tu thiền quán và thiền chỉ nó khác nhau chỗ nào. Cái người tu thiền quán là quán danh sắc này vô thường, khổ vô ngã. Nên cái người tu thiền quán đó là họ luôn luôn đó, đốt cháy cái lòng tham. Nhưng mà những người tu thiền định đó, thì họ lại bị những cái vị ngọt của cảm thọ. Nên thường thường quý vị thấy rằng trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn có nói sắc nó có vị ngọt của sắc, nó có nguy hiểm của sắc và có liễu tri sắc, rồi dục nó có vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và liễu tri dục, rồi cái cảm thọ nó có vị ngọt của cảm thọ, nguy hiểm của cảm thọ và thoát ly của cảm thọ.
Thì chính cái vị ngọt của cảm thọ đó, đó là các cái thiền chứng quý vị, các cái thiền chứng như là chứng được sơ thiền, nhị thiền đó, thì mình bị những cái ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó. Mình không còn bị dục. Nên thường thường quý vị nghe những cái câu chuyện mà người đời thì họ nặng về người nam thì nặng về nữ, nhưng mà những người chứng thiền rồi đó thì đối với họ đó, họ không có nặng nề về cái dục nữa, vì cái tâm định đó, đè được cái tham dục cái. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta hiểu rằng chỉ đè thôi, chứ chưa có phải là đoạn trừ, chưa có phải là vĩnh viễn. Chỉ có khi nào mà mình chứng được cái tuệ quán đó, là luôn luôn quán thấy cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, nên cái tâm thiện hợp trí đó làm cái việc sawana tu quán danh sắc đó, thì vị đó luôn luôn lúc nào cũng thấy danh sắc là những cái biến hoại đổi thay. Cái danh sắc này là một cái gánh nặng, nó là một cái gì đó phải vay mượn, phải trả. Rồi một cái vị đó nó rất nhiều những cái hệ lụy. Chính là lúc nào đó mình tu mình thấy được cái thân mình nó phải ăn nè, ăn rồi phải đại tiện nè, uống rồi phải tiểu tiện nè, rồi cái thân mình phải mặc áo quần nè, mặc áo quần dơ bẩn rồi tắm rửa nè, phải giặt giũ nè, rồi mình ăn uống như vậy nhưng mà phải ngủ nghỉ rồi mình mới khỏe. Chứ con người mình dù cho ăn uống tắm rửa đại tiện tiểu tiện đi, nhưng mà không cho mình ngủ đó, mình cũng đâu có sống tốt đâu quý vị. Nên con người của mình nó phải có ngủ nghỉ. Như vậy á, những cái điều đó nó có đầy đủ những điều đó thì mình cho sắc và danh là ta, là của ta. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài nói rằng cho mình ăn mà không cho mình đại tiện đó, mình cũng kinh khủng khổ. Nên quý vị nghe cái câu chuyện Trạng Trình nữa. Vua sai tới cái nhà Trạng Trình, nhưng mà Trạng Trình nói cho ỉa, vua cấm đái á, nếu mà người nào đái thì Trạng Trình sẽ cắt á, nên mấy người đó đâu có ỉa được đâu quý vị. Thường thường mình ỉa là mình đái, nên thường thường quý vị biết rằng có những cái mà con người của mình ấy, nó là cái khổ thật sự, con người của mình nó không có điều khiển được. Ví dụ mình nói mình ăn rồi hồi nữa phải đi đại tiện thôi, mình uống rồi phải đi tiểu tiện thôi, cái đó mình không có thể nào nói rằng ăn đồ ngon thôi đừng có đại tiện nha, uống nước này bổ lắm đừng có tiểu tiện nha. Nhưng mà nó không có đâu quý vị, ăn rồi đại tiện, uống rồi tiểu tiện, ngủ rồi thức rồi ngủ, tắm rửa giặt giũ. Bây giờ cho mình tắm rửa mà không cho mình giặt giũ áo quần thì mình cũng chịu không nổi. Nên quý vị biết một con người mà ví dụ bây giờ mình thấy ở Ukraine đó, một chiến tranh khởi lên như vậy đó, họ khổ rất là kinh khủng, nào là lạnh nè, có cái thân bây giờ tuyết không khí lạnh mà không có cái đồ để làm cho nó ấm á, thì lạnh quá, lửa gọi là lửa lạnh, lửa nóng á, nó cũng thiêu đốt mình. Nên lạnh nó cũng là loại lửa quý vị, theo vi diệu pháp á, lạnh cũng là loại lửa thiêu đốt con người. Như vậy thì những cái người mà hiện giờ đó họ thiếu ăn rồi thiếu đồ xài đó, khổ kinh khủng lắm. Nên bây giờ có nhiều khi đơn giản thôi, ví dụ giờ mình có đầy đủ hết á, nhưng bữa nay cái điện thoại của mình nó không có kết nối được 3G, mình thấy mình khó chịu lắm quý vị. Nên quý vị biết là có nhiều người đó khi mà không có 3G chút xíu thì họ cũng khổ, tại vì họ quen lướt Facebook, quen coi Zalo. Bây giờ mà không có mạng 3G đối với họ cũng rất là khổ. Tuy rằng cái đó nó chỉ là cái thói quen thôi, mà con người có cái thói quen nó chinh phục người, con người của mình. Mình làm sao mình sống mình tỉnh thức á, mình thấy bây giờ không có wifi nữa mình vẫn sống cũng chẳng có gì khổ. Nếu một cái người mà không bị hệ lụy á, ví dụ mình có wifi để mình tìm được cái gì mình học á, còn không có là thôi. Còn những người đó họ có cái wifi đó để họ tiêu khiển, bây giờ không có để cho họ tiêu khiển đó, họ khổ lắm. Thành ra quý vị biết con người của chúng ta đó, nó có những cái mà quen đó, gọi là sắc, với mắt cái cảnh sắc, mà ma đó là cho biết rằng không có ai mà thoát khỏi ma hết đó. Cái tham dục từ con mắt, cái cảnh sắc,
Nên bình thường quý vị thấy mình có cái điện thoại, mình lướt Facebook, rồi mình có lỗ tai nghe cảnh thinh, những cái âm thanh mình cần nghe. Và nếu mà mình thấy mình không nghe, mình cũng khổ lắm. Cũng như Sunakana vậy đó, tu có thiên nhãn thông, thấy được chữ thiên, nhưng mà không nghe được chữ thiên nói, cũng bực bội lắm, bực bội khó chịu lắm. Rồi đi học tu để có thiên nhĩ thông, nhưng mà Đức Phật để biết nghiệp của Sunakana nên không có thể nào có thiên nhĩ thông. Nhưng mà Sunakana đó không có thiên nhĩ thông, rồi sao lại bực bội bỏ Đức Phật đi theo ngoại giáo, nghĩ rằng Đức Phật ngày không có đắc. Nếu ngày đắc thì ngày dạy mình phải tu đắc chứ, tại sao mình không đắc? Nhưng mà Sunakana cũng bao giờ biết được chính là cái nghiệp ác trong quá khứ mình bắn vào lỗ tai của Đức Phật độc giác. Nên bây giờ mình không thể nào tu mà có thiên nhĩ thông được. Nên quý vị biết rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, có những cái mà nó thói quen đó, trong cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp. Và một cái người mà có tu đó thì thấy mình có tu đó, mình biết được tâm của mình đó, là biết cảnh, và nương vào con mắt của mình đó, là cái thần kinh nhãn để thấy cảnh sắc. Và cái tâm của mình bắt cảnh sắc đó, mình hãy cố gắng chế ngự lòng tham cảnh sắc, có thì mình xài, không có thôi. Còn nếu mà cái người mà họ không có chế ngự được đó, họ mà không có wifi để cho họ chơi điện tử, hay là không có wifi để cho họ lướt Facebook đó, họ bực bội, cằn nhằn, họ càm ràm đó, họ khó chịu lắm. Họ đã bị chinh phục rồi quý vị, cái đó là mình gọi là người đã bị chinh phục đó. Nhưng mà những người mà họ sử dụng bằng cái tâm gì quý vị? Bởi thường thường quý vị biết rằng chúng ta sử dụng bằng cái tâm thiện đó, thì chúng ta không có bị nghiện đâu. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng bằng tâm tham đó, chúng ta sẽ bị nghiện. Nên thường thường quý vị biết rằng bây giờ ta nghiện game đó, bới tô cơm ngồi trước cái màn hình chơi game, rồi không có ngủ gì hết, ăn uống gì cũng đem tới cái chỗ mà coi đó, ăn uống ngủ nghỉ gì dồn chỗ đó, mà giờ cứ dán mắt vô chơi game thôi. Bị nghiện game, mà nghiện game trầm trọng. Thậm chí bên Nhật họ nói rằng có những người họ chơi cái tiệm game đó, họ chết gục cái trên đó luôn. Có nghĩa là chơi kiệt quệ đến chết luôn. Như vậy thường thường Đức Phật cái người dạy tâm chúng ta biết cảnh, nhưng mà cái tâm cảnh sắc ấy, cái cảnh sắc tâm biết mà nếu lòng tham mà không có diệt được đó, thì mình không có thể nào vượt khỏi được. Và khi mình tu đó, như là Đức Phật đó, là bậc đại giác đó, ngài diệt trừ lòng tham ấy mất. Nên đó, cảnh sắc dù có hấp dẫn cách mấy đó cũng không làm lay động cái tâm của ngài được. Trong kinh Tăng Chi tổng một pháp đó, Đức Phật ngài cũng nói ta không thấy một sắc, một thinh, một khí, một vị, một xúc nào chinh phục lòng người nam bằng cái sắc thinh khí vị người nữ. Nói như vậy đó, nhưng mà đó là thế gian này đó, là như vậy đó quý vị. Nên thường thường quý vị thấy thế gian này, dù là loài người hay là thú đó, loài người có mắt để thấy, con thú nó cũng có mắt để thấy. Loài người có tai để nghe, con thú nó cũng có tai để nghe. Loài người có mũi để ngửi, con thú nó cũng có mũi để ngửi. Loài người có miệng để ăn, con thú nó có miệng để ăn. Loài người có thân để duy trì nòi giống, thì loài thú nó cũng có thân để duy trì nòi giống. Nên tất cả các loài đó nó đều duy trì loài giống, nòi giống. Nên những cái sinh vật nào đó nó có âm dương đó, nó có nam căn nữ căn đó, thì nó sẽ sanh theo noãn sanh, thai sanh, tấp sanh hay quá sanh, nó sẽ sanh theo cái chủng loại đó. Chính vì điều đó đó nên đó, cái mắt đó vào cảnh sắc, nên ác ma nghĩ rằng đó, Đức Thế Tôn có mắt thấy cảnh sắc, tất nhiên là phải có lòng tham trong con mắt. Nhưng mà ác ma đâu bao giờ biết được Đức Thế Tôn ngài đã thấy được cái sự nguy hiểm của sắc, của thân, của khí, của vị, của xúc, thấy nguy hiểm của cảm thọ, và ngài thấy được cái sự sanh diệt của thân tâm bằng những cái tuệ giác mà ngài đã chứng ngộ, tuệ như là ý mô tuệ, kinh hải tuệ, quả quạn tuệ, dục thoát tuệ, rồi chuyển tập tuệ, hành xả tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, rồi ngài đạt đến đạo quả A-la-hán chánh đẳng giác. Ngài thông tất cả những loại thần thông. Ác ma đâu có biết được điều này.
vì ác ma cũng có trải qua cái con đường tu tập đó. Nên bây giờ chúng ta biết rằng ác ma cũng sẽ thành Phật, nhưng mà bây giờ ác ma chưa có tu qua cái giai đoạn đó, một cái giai đoạn mà để được thọ ký rồi để thời gian thành Phật ấy, là một cái giai đoạn cần phải tu tập để trở thành bậc đại giác, đâu phải là dễ cái gì. Nhưng mà thật sự ác ma chưa biết được vấn đề này, tuy rằng cũng tu, cũng giống như là một cái cậu sinh viên mới vô học đại học, thì đâu có thể nào hiểu được cái trình độ của một giáo sư đại học. Thì cũng như vậy, khi mà ác ma là một vị mà đã bắt đầu tu tập những cái ba la mật như là bố thí độ, trì giới độ, xuất gia độ, trí tuệ, tinh tấn hay là nhẫn nại, hay là chân thật, hay là từ tâm, chí nguyện, hành xả. Nhưng mà những cái pháp đó còn thua Đức Phật rất là nhiều. Nên thường thường quý vị hãy nghe bài thi kệ của sư trưởng ấy, lấy tay gạch đất cộng trừ, thấy còn thua Phật đến 16 môn. Có nghĩa là thấy còn thua những cái pháp đại thế, thấy còn chưa đầy đủ những cái ba la mật. Nên đó, quý vị thấy Đức Thế Tôn đó, Ngài đã là bậc đại giác, Ngài đã chinh phục tất cả những cái phiền não trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong tâm. Những cái đó được tẩy trừ hết, mà chúng ta gọi là phiền não đã đoạn trừ rồi, phiền não đã đoạn trừ. Ngài đã chứng được đạo quả niết bàn, Ngài đã không còn những cái hệ lụy của kiếp nhân sanh mà con người đó trong tam giới này, khi mà chưa dứt trừ được những cái phiền não đó, như là bốn tâm tham hợp tà, thì vẫn còn đưa vào bốn đọa xứ. Khi nào đó thành đảnh tu đầu quần, diệt được bốn tâm tham hợp tà rồi, tâm si hoài nghi rồi, thì không còn rơi vào đọa xứ nữa. Nhưng mà khi mà chưa có đoạn trừ được đó, thì mình sẽ không bao giờ biết được. Bởi vậy sư trưởng ngày xưa thì hay nói câu là mình bình thường, mình giống như là mình giác ngộ vậy, nhưng mà xuất cảnh quần mê. Bởi vậy mình bình thường thì chưa có đụng thì mình thấy giống như mình giác ngộ vậy, nhưng mà khi đụng cảnh rồi mình mới thấy cái tâm tham mình nó sanh khởi, nó hút cuốn hút theo cái đó. Cho đến lúc nào đó mà mình tu tập quán xét được vô thường, khổ, vô ngã liên tục đó. Nên thường thường quý vị thấy ở đời đó, mặc một người mà chưa thật tâm tu đó, là họ chưa có quán danh sắc đâu quý vị. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói rằng, trong cái số người bổ thí á, hàng trăm hàng ngàn người như vậy, thì có một người giữ giới. Trong số 100, 1000 người giữ giới như vậy, có một người tu thiền. Trong số 100, 1000 số người tu thiền như vậy đó, thì có một người chứng thiền. Còn nói vì đến 100, 1000 người tu thiền, chứng thiền như vậy, nhưng mà để tu thiền quán đó, nó lại cực kỳ khó hơn nữa quý vị. Bởi vì chúng ta thường bị năm dục kiện, năm dục trưởng dưỡng đó, sắc dục, thinh dục, khí dục, bị dục, xúc dục đó, nó nhận chìm chúng ta trong vô lượng kiếp rồi. Chúng ta ưa thích, nên khi mà chúng ta có miệng, chúng ta thích ăn đồ ăn. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ chút xíu. Mình có miệng, mình ăn đồ ăn, nhưng mà đồ ăn nó không hợp vệ sinh. Đồ ăn trồng bằng nhiều cái là hóa chất, mình ăn vào thân của mình, mình bệnh rất là nhiều. Chỉ có khi nào mình nghĩ như vậy đó, mình mới thấy rằng cái kiếp người đó ăn vật thực nó khổ hơn chư thiên. Chư thiên ăn vật thực đó là do cái phước báo công đức, chư thiên muốn ăn là có vật thực ăn. Nên chư thiên đó không có những cái bệnh hoạn giống như con người của mình. Mình đó bị thời tiết sanh ra bệnh, vật thực sanh ra bệnh, tâm sanh ra bệnh. Chư thiên đó, thì tâm mà buồn bực là chuẩn bị chết rồi quý vị. Tâm chư thiên lúc nào cũng hoan hỷ với những cái thiện pháp. Thiên buồn bực thì chư thiên biết mình sẽ chuẩn bị chết, hay là hào quang thì chư thiên mờ, chư thiên biết mình chết. Như vậy thường thường những cái dục đó mình đắm chìm trong vô lượng kiếp, dù là kiếp người hay là kiếp thú đó, thì quý vị thấy cũng thú nó cũng mắt nó cũng nhìn cảnh sắc, con thú đực đó, nhìn con thú cái nó hấp dẫn đó, tai nó nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm.
Nên những cái dục lạc ở trong kiếp luân hồi đó thì mình đã ngâm thẩm ở trong đó rất là nhiều. Thì ác ma đó hiểu được điều này, và ác ma nghĩ rằng không có ai mà thoát khỏi những cái sắc thinh khí dị xúc, những cái dục lạc tham thích ở trong cái cảnh đó, không có thể nào thoát khỏi. Và chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn ngày nói trong kinh Tương Ưng về cái phẩm tương ưng cung kính danh vọng và lợi đắc á. Mình bình thường mình thấy cung kính là cái gì, đâu có gì đâu, danh vọng đâu có gì đâu, lợi đắc đâu có gì đâu. Nhưng mà trong cái phẩm tương ưng đó, đó Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng một cái người muốn giải thoát đó mà bị cung kính danh vọng và lợi đắc đó, nó cũng làm cho mình đứng lại, nó làm cho mình chìm xuống. Chính vì Đẹp Đa đã đạt được Bát Thiền Ngũ Thông, nhưng mà Đẹp Đa đó khởi cái sự danh vọng đó, muốn thống trị đồ chúng, muốn mọi người biết mình, nên Đẹp Đa bị hoại thiền. Bị hoại thiền đồng nghĩa với cái sự nhập thiền không còn nhập được đó quý vị. Thường thường quý vị biết rằng cái con người của mình đó, mình có thể nhập thiền ở trong thời gian một ngày hai ngày mình có thể hiện thông được. Đó là do cái năng lực, cái tâm định của mình nó hoàn mãn. Nhưng mà khi một người mà bị lòng tham đó, cái dục nó chi phối đó, cái tâm nó không có ly dục được thì không có thể nào nhập thiền và chứng thần thông được quý vị. Nên thường thường á, quý vị thấy cái tâm của mình nó có khuynh hướng theo những cái dục lạc. Nên trong cái phẩm cung kính danh vọng lợi đắc có nói đó, một cái người chứng sơ đạo đó, nhưng mà nếu bị ảnh hưởng đó, nó cũng trì trệ. Nên thường thường quý vị nghe nói rằng vị thánh tu Đồ Quần đó, tu thiền quán đó, chỉ cần một lần nữa đắc A-la-hán. Nhưng mà cái vị tu Đồ Quần đó, mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán đó, thì 2 đến 5 lần. Nhưng mà vị tu Đồ Quần đó, sống bình thường đó, luân hồi đến 7 lần, 7 lần cõi dục mới đắc đạo quả A-la-hán. Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà nhàm chán luân hồi đó, họ thấy cái sự luân hồi kinh cảm quá, họ nỗ lực để dùng cái tuệ quán đó, họ quán danh sắc liên tục, dù là họ đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, họ dứt trừ được 4 tâm tham và tà và tâm si hoài nghi rồi, nhưng mà vì những cái vị này muốn chứng A-la-hán mau sớm hơn, nên những vị này chuyên tiếp tục tu thiền quán, quán cái khổ của danh sắc, quán khổ danh sắc. Nên đó, cũng chúng ta cũng thấy rằng những vị tu Đồ Quần đó biết rằng mình không rơi vào 4 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi. Nhưng mà mình nếu mình sống bình thường mình cũng 7 lần cõi dục, 7 lần đến cõi dục. Nhưng mà nếu mình nỗ lực đó, thì chỉ cần một lần nữa thôi mình sẽ đắc A-la-hán. Một lần, một kiếp nữa thôi là mình tu thiền quán nhiều, chuyên tu thiền quán. Bởi vì thiền quán nhá, là quán cái gì quý vị? Quán danh sắc này, quán thân tâm này, nó bị vô thường, bị khổ, bị vô ngã. Nên bình thường quý vị thấy dù là Đức Phật thì còn ở đời đó, thì Ngài vẫn nói Ngài sanh ra cũng có già bệnh và chết. Cái thân này đó, nó phải có cơm cháo, rồi cái thân này nó được bảo dưỡng bằng y phục, nó để che cái thân này, rồi thân này nó được cơm nước, nó được ngủ nghỉ, nó được đi đứng nằm ngồi đó, nó được lạc. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy một cái người họ bệnh, họ nằm hoài đó, họ cũng đau khổ kinh khủng lắm quý vị. Là có người của mình nhiều khi mình nằm xong mình ngồi, ngồi xong rồi đi xong đứng, nên mình nghĩ cái thân này cũng, nhưng mà đến lúc nào mình bị bệnh một cái bệnh nào đó, mình mới than dữ lắm. Nếu mình bệnh đau tim á, mình không có nằm được quý vị, mình phải ngồi. Ngày xưa ở chùa Đức á, ông Bửu đó có cô Ngọc Bích đó, tới giờ chúng tôi còn nhớ. Cô này bệnh tim đó, thời kỳ bao cấp nó cũng khó có thuốc tim lắm quý vị. Cô không có nằm được mà cô cứ ngồi dựa vô cái cột đó, dựa vô tường thở như vậy. Từ đêm này qua đêm kia, từ năm này qua năm nọ, sau cô chết mới có 30 mấy 40 tuổi thôi thì cô chết. Thì quý vị biết rằng á, khi mà mình bị một cái chứng bệnh nào rồi đó, mình mới thấy cái thân mình là thật sự là khổ. Còn bây giờ đó, mình ăn uống được nè, mình ngủ nghỉ được nè, mình vui với những cái cảm giác được, vui với tài sản, vui với bạn bè, vui với vợ con, vui với những cái hạnh phúc chỗ đô hội. Nhưng mà cái lúc nào đó mình bệnh, mình nằm đó,
mình bệnh, mình nằm, mình không đi được. Quả thật là cực kỳ, lúc bấy giờ mình khổ rất là cực kỳ quý vị. Một người nằm lâu á, thì họ bị lỡ thân hết á. Cũng như bữa hôm nay chúng tôi đi đám ma một cái người đặc biệt bệnh tiểu đường quý vị. Tiểu đường sau này nằm riết á, rồi lỡ lõi, lỡ tới cái xương, cái xương ở trong luôn quý vị. Nó ăn vô, nó ăn vô lỡ tới xương trong luôn. Nằm đó rồi không có ăn được, rồi nằm đó đó đau đớn liên tục như vậy, rên rỉ từ ngày này đến ngày kia, rồi thỉnh quý sư vô tụng kinh. Rồi nhưng mà thật sự quý vị biết rằng ở đời ấy, nhiều khi người ta không có suy xét nên người ta sợ chết lắm quý vị. Dù là 79 tuổi rồi, dù là bị bệnh tiểu đường, dù là bị cái thân nó bị lủng lỗ tới xương luôn, nhưng mà họ cũng đối với họ chết là một cái gì đó sợ hãi lắm. Nên chúng tôi vào, chúng tôi tụng kinh, rồi chúng tôi mới nói rằng hồi xưa thì ông bà của mình cũng về già, cũng bệnh và chết. Chứ có đâu ai, đâu có ai trên đời này. Đức Phật thì nói thằng kẻ ngu mới nghĩ rằng mình không già, không bệnh, không chết. Còn người trí thì phải suy nghĩ rằng mình già, bệnh và chết. Đó là cái sự thật. Nhưng mà thật sự đó, tại vì có người mình sống, mình kiêu mạn với cái tuổi trẻ, kiêu mạn với sắc đẹp, kiêu mạn với dòng dõi tài sản. Mình không bao giờ nghĩ rằng đến lúc nào đó mình bệnh, mình không đi được quý vị. Nên nhiều khi quý vị có để ý người già đó, họ ở trong cái quan ghi nằm và ngồi nhiều nhất. Đến lúc nào đó họ không còn đi được nữa thì họ nằm luôn. Và khi họ nằm luôn đó, họ cực kỳ khổ quý vị. Họ bệnh kinh khủng lắm. Như vậy đó, thì khi đó, đó chúng tôi nhận diện. Bởi vì chúng ta có tu đó thì chúng ta còn khỏe, chúng ta phải suy nghĩ. Những cái lúc mà bị bệnh ngặt nghèo chút xíu đó, chúng ta cũng có cái tuệ, cái tuệ giác để mình thấy sự thật, chứ không có để đến già rồi mà mình nghe nói chết mình cũng vẫn còn sợ. Chết chẳng qua là chết rồi phải tái sanh lại nữa, tái sanh một kiếp khác nữa. Chứ còn đâu phải chết là chấm dứt đâu quý vị. Phải chết là chấm dứt, chết rồi mình phải tiếp tục tái sanh. Cho đến lúc nào đó mình dứt trừ được tham ái, để dứt trừ tham ái thì dứt trừ được chấp thủ, dứt trừ được chấp thủ thì dứt trừ được sanh hữu. Và nếu không có sanh hữu á, không có già bệnh và chết đâu quý vị. Nên khi mình có sanh á thì có bao nhiêu cái nỗi khổ. Ví dụ giờ mình nói mình có khổ này khổ kia, nhưng thật sự do khổ sanh. Mình có sanh ra rồi cha mẹ mình phải nuôi dưỡng mình. Mình có sanh ra rồi mình phải học hành. Mình có sanh ra rồi mình phải tìm công ăn việc làm. Mình có sanh ra rồi mình tìm vợ, tìm vợ, tìm con. Có vợ thì phải có con, có con, có cháu, có nhà nữa. Chính vì có sanh nên có bao nhiêu cái nỗi khổ. Nên trong kinh Tương Ưng mà mình mốt mình học tới nó có nhiều cái phẩm nói về tương ưng luân hồi đó, về tương ưng cái sự khổ luân hồi đó. Như vậy chúng ta thấy rằng con người chúng ta có cái thân thì có bao nhiêu sự khổ, nhưng mà tại vì chúng ta không có chịu quán xét cái thân và cái tâm này nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cái tâm chúng ta nó cũng thay đổi liên tục. Mình ngồi đây mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, làm chuyện này, làm chuyện kia, nhớ chuyện nọ. Rồi đến giờ ăn rồi nhớ ăn uống, rồi ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ, rồi chơi cái này chơi cái kia, thích cái này thích cái kia. Cái tâm của mình nó cứ cuốn hút hoài như vậy đó. Tâm của mình nó sai khác mà. Nên nhiều khi mình nói tâm sai khác là tâm nhận thức thì thích thấy cảnh sắc, nhưng mà tâm nhị thức thì thích nghe cảnh thinh, tâm tỷ thức thì thích ngửi cảnh khí, tâm thiệt thức thì nếm cảnh vị, tâm thân thức thì xúc chạm cảnh xúc, tâm ý thức thì bắt cảnh pháp. Tâm nó cứ chạy như vậy hoài đó, rồi mình cứ quanh quẩn như vậy hoài. Rồi năm ngày tháng năm tàn lận, rồi quanh quẩn, rồi mình tới già đến chết, chết rồi mình sanh trở lại. Nhưng mà thật sự đó quý vị, thường như Tăng nghe nói là một cái người mà có tu đó, ví dụ chúng ta thường có tu mà chúng ta có tâm thiện hợp trí đó, chúng ta có tu mỗi ngày đó, thì chúng ta sẽ tự tuyên bố rằng mình gần trời xa đất. Tại sao vậy? Vì cái tâm thiện hợp trí đó, mình làm cái chuyện phúc hành đó, mình tu mỗi ngày mỗi ngày, và cái trí tuệ của mình thấy được cái khổ của danh sắc đó,
Nên cái mục đích của mình tu đó là đoạn trừ luân hồi. Mình cũng không có chê khen người chê, cũng không có khen mình chê người. Tại vì mình thấy, mình tu có trí đó, để mình thấy được cái lòng tham của mình nó dẫn mình đến luân hồi. Lòng tham này nó ngâm tẩm mình. Lòng tham này đó, nó gây dựng từ kiếp này đến kiếp khác. Từ ái nó có thủ, thủ nó có hữu, hữu nó có sanh. Sanh ra nó có già, đau và chết. Nên thường thường quý vị thấy vô minh và hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại, thức tạo ra danh sắc, rồi là thân và tâm đó. Sắc thì có sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc ý vật, mạng quyền vật, thực hư không. Mình nói chung là trong cái thân mình có 28 sắc pháp, trừ ra một sắc mình lấy nam tính thì sắc nữ tính thôi, 27 sắc. Rồi tâm của mình nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Và mình cứ quanh quẩn như vậy hoài, mình không có nhàm chán luân hồi. Cho đến lúc nào đó mà mình có cái tuệ quán đó, mình tu tập mỗi ngày như vậy đó, thì mình sẽ tự tin rằng mình gần trời xa đất. Tại sao vậy? Vì trong cái bài kinh 40 đại pháp có nói rằng chánh kiến đưa đến sanh y, chánh kiến đưa đến đạo chi. Nếu mà mình tu tập chánh kiến đó, mình thấy được danh sắc này vô thường, mình không có tạo nghiệp bất thiện nữa, thì sau khi chết mình chỉ sanh lên chư thiên thôi. Còn nếu đủ duyên thì mình đắc chứng đạo quả, nên gọi là chánh kiến đưa đến đạo chi. Nhưng mà nếu mà mình sống mà không có tâm thiện học trí nhiều đó, thì mình sẽ không chắc được. Bởi thường thường quý vị thấy rằng mình có thể vô lớp học Phật pháp này, mình nghe pháp với cái tâm nhị nhân, vô tham vô sân, nhưng mà chưa chắc là vô si. Nhưng mà nếu mình nghe pháp bằng cái tâm vô si đó, mình nghe, mình học, mình hiểu mỗi ngày đó, và cái trí tuệ mình lớn lần lên, và cái tuệ giác mình lớn lần lên, và mình dám tự tin rằng khi mình chết đó, mình sẽ sanh về cõi trời. Vì cái trí tuệ đó, mà cái chánh kiến đó đưa đến sanh y đó, mình chưa chứng ngộ được bài, nhưng mình biết chắc chắn rằng mỗi ngày đó mình nghe pháp với cái trí tuệ, mình nghe pháp để mình hiểu được danh sắc, nghe pháp để hiểu được luân hồi, nghe pháp để biết được bất thiện. Chúng sanh đó, tại sao chìm đắm luân hồi nhiều? Tại vì chúng sanh thích cảnh sắc, thinh khí dị xúc. Do ái có thủ, do thủ có hữu, do hữu có sanh. Còn một cái người mà có trí đó, nhìn cái cảnh sắc này, quá khứ mình cũng nhìn, bây giờ cũng nhìn, tương lai cũng nhìn. Sắc này chỉ là sắc thôi. Nên nó trong bài kinh đó, Nhất Dạ Hiền Giả có dạy đó, quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được bởi đại quân thần chết. Biết như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Như vậy thì trong cái bài kinh mà Đức Phật gọi là quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng nữa. Tại vì mình nhìn con chó nó có mắt, nó cũng nhìn thấy con chó cái. Con người của mình thì cũng có mắt nhìn thấy người nữ. Tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm. Nếu mà mình bị tâm tham thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm mình là tâm tham. Còn khi mình dùng trí tuệ mình nhìn thấy nhàm chán, rồi mình sẽ nhã ly được tham ái. Tại vì mình thấy do có ái, có thủ. Hãy do ái, ví dụ mình nói là mình thương người đó, hãy có người đó, thì mình có bao nhiêu cái sự khổ. Có người đó rồi thêm phần ăn, thêm uống, thêm áo quần, thêm ngủ nghỉ, thêm tiền xài, thêm cái này, thêm kia, đủ thứ hết. Nên tự mình suy xét như vậy đó, mình mới thấy. Cũng như là Đức Phật ngày độ tôn giả, ngày Nanh Đà đó, ngài nói Nanh Đà không phải bây giờ ngài mới độ, mà quá khứ cũng độ. Kiếp là con chim, con la đó, đi gặp con la cái rồi về trở quẻ, kêu ông chủ phải cưới con la. Ông chủ nói rằng ta cho ngươi biết nha, ta cho ngươi một bó cỏ thôi á, mốt ngươi có vợ đó thì ngươi chia ra nửa cho vợ ngươi ăn. Nhưng mà nếu ngươi có con đó, thì ngươi lấy cái phần của ngươi, ngươi chia ra nửa nữa, ngươi tự lo thân ngươi nha. Con la nó nghe như vậy, nó quảng kinh luôn, nó không có dám nghĩ đến con lái nữa. Bây giờ nó có một bó cỏ, nó kéo xe, nó ăn đủ như vậy, bây giờ có vợ thì chỉ còn cái nửa bó thôi. Mốt có la con thì còn cái nửa bó thôi, là thê thảm rồi.
Thì Đức Phật đó, Ngài cũng nói về thở xưa đó, Ngài độ tôn giả Nanh Đà, cái kiếp cũng làm súc sanh đó. Ông chủ nói với con La như vậy. Con La cũng quên con La cái. Bây giờ Đức Phật Ngài độ Nanh Đà để quên nàng Kalayani đó, là hoa hậu mà Đức Phật Ngài độ. Rồi tôn giả Nanh Đà cũng đắc được đạo quả, trở thành đệ nhất vị cứu rút lục căn. Nhưng mà chính vì lục căn bị náo động á, và sau này thấy được cái khổ của mắt, mà Ngài Nanh Đà đó, Ngài thu hút mắt, thấy cái sự náo động của lỗ tai, nghe cảnh thinh. Nàng Kalayani đó, nàng nói chàng về chớ để tiếp trong đó. Cái câu của người hôn thê mới vừa cưới, nói mà thanh niên Nanh Đà đi vào chùa cứ nhớ cái câu đó hoài, nên cái tai bị náo động. Và cuối cùng thì Ngài cũng phải thu hút lỗ tai. Và chính Ngài thu thúc như vậy, Ngài đặt A-la-hán sau một mùa an cư kiết hạ, ẩn ở trong rừng Ngài tu, và Ngài trở thành đệ nhất để thu thúc lục căn. Nhưng mà khi mà lục căn chưa thu thúc á, chính lục căn này nó náo động quý vị, nó chạy vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Chính vì như vậy nên ác ma biết được á, chúng sanh á, không ai thoát khỏi á. Nhưng mà ác ma chỉ biết như vậy thôi, biết theo cách của ác ma thôi, chứ không bao giờ biết được á. Đức Phật này biết được nó náo động như vậy, nhưng mà cũng có cách để dứt trừ cái náo động của nó. Nó náo động vì nó bị tham. Khi mà có tuệ đó, nó sẽ không náo động nữa quý vị. Cái tuệ quán thấy khổ đó, cũng như con La này, tôi cho mày một bó cỏ mày ăn, bây giờ mày có vợ mày ăn nửa bó thôi, mày mốt mày có con mày ăn nửa phần ba thôi, mày thấy mày chịu nổi không? Thì con La nó tự kiếp làm súc sanh, nó cũng nghĩ chịu không nổi, kéo xe ăn một bó cỏ, bây giờ có vợ ăn có nửa bó thôi, có con còn ăn còn phần ba bó, sao chịu nổi, sao sống nổi. Thì chúng ta thấy rằng một cái người có trí đó, họ suy nghĩ, nên thường thường á, những cái người có trí họ suy nghĩ nên họ mới có thể dứt trừ được cái tham ái. Nên thường thường cái tham ái chỉ là tâm tham dính vào cảnh sắc. Khi mà có trí đó, thấy được cái lòng tham này kinh khủng quá, nó dằn vặt mình, nó đọa đại mình, nó làm cho mình lặn thục trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên thường thường quý vị cũng nghe chúng tôi nói đó, và trong Di Pháp cũng có trình bày, mình có nặng lòng tham đó, là mình sanh vào súc sanh. Nên mua hình giả, cổ hình giả, tu thành con chó, con bò đó, mà muốn thành chư thiên này, chư thiên kia đó, thì sanh vào địa ngục. Nhưng mà tu đúng như vậy đó, thì sanh làm bò, làm chó. Thì do lòng tham mà mình thích làm giống như con chó, ngày nào mình có oai nghi tới hạnh giống như con chó, thì mốt mình chết mình sanh làm chó, bây giờ làm người không chịu, sanh làm chó. Nhưng mà nếu tà kiến suy nghĩ mình hành cái hạnh này lên cõi trời được cái thời kia đó, thì sanh vào địa ngục của gì, đó là tâm tham tà kiến sanh vào địa ngục. Tâm tham sanh làm súc sanh, và tâm tham bọn sẻn sanh làm ngã quỷ, và tâm sân sanh làm a du la. Thôi thì bây giờ cái phần bài học hôm nay đó, thì con xin trình bày như vậy cái phẩm ác ma. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng, quý Ngài Hòa Thượng, và con thỉnh Ngài Hòa Thượng nhất đẳng trở lại để điều học phần thảo luận. Con xin chấm dứt cái buổi dạy với bấy nhiêu lời trình bày. Sa thú kính trân thưa tập pháp đồng với bài giảng vừa rồi, và thưa quý vị, tiếp theo là phần thảo luận. Xin được hỏi không biết hòa thượng Tề Siêu có còn ở trước máy không, nếu được kính thỉnh hòa thượng. Dạ. Bạch hòa thượng, có một việc mà tương đối hơi khó hiểu, điều này đã trước kia đã hỏi hòa thượng một lần rồi, nhưng mà bây giờ thì nhân cái bài kinh này thì chúng ta cần đi trở lại một chút để quý Phật tử có thể bắt kịp với cái ý nghĩa của bài kinh. Bạch hòa thượng, tại sao có những trường hợp như là một cái người đã chứng được cảnh giới rất là cao vời, như là đắc ngũ thiền có thần thông, mà lại có thể
nhìn thấy một người nữ, rồi cái sắc dục khởi lên rồi ngoại thiền. Trong khi đó thì cái sắc dục đó và cái thiền định thì nó chênh lệch với nhau một trời một vực. Dạ, mình nói là một cái chuyện rất là cao vời và một cái chuyện rất là tầm thường nếu hai cái đem so sánh với nhau. Nhưng mà cái sắc dục nó vẫn đủ cái mãnh lực để nó để làm ngoại thiền ngoại thông. Và ngay cả như trường hợp của một vị tỳ kheo mà đã chứng ngũ thiền rồi, đã có thần thông rồi, mà vì một chút tham lợi mà lại lại xúi dục thái tử giết cha đoạt côi, rồi tham mê những cái danh vọng rất là tầm thường như là cung kính lợi đắc vân vân. Mà những thứ đó so với cái sự an lạc, so với cái tâm thái mà đắc thiền thần thông thì nó cao siêu lắm. Nhưng một khi mà có cái tâm mà muốn giết Đức Phật, muốn chia rẽ tăng, thì cái thiền định và thần thông nó lại hoại mất đi. Thì cái đó là cái rất là khó nghĩ đối với nhiều người. Nếu chúng ta đem bàn ở đây thì Hòa Thượng cho một chút lý giải là tại sao nhiều sự việc như vậy mà có thể xảy ra được. Cái tính Hòa Thượng. Anh Nam Mô Phật Thầy chứ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý Phật tử. Thật ra thì cái việc này vừa ở trong cuộc mới biết rõ. Tức là mình có đắc thiền thì mình mới biết rõ cái thiền đó có những phiền não nó khởi lên, mình mới lý giải tại sao mình mới biết được. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng có một vài gợi ý để lý giải cái vấn đề này qua cách trình bày ở trong thắng pháp như trong tình trạng. Thưa quý vị, đúng với thiền vị trí thì sắc giới là thiền thiện. Ở đây chúng ta không có nói đến thiền tốt, Pujjhana thiền tốt là thiền, là những cái tâm thiền chứng của bậc A-la-hán. Chúng ta chỉ nói thiền thiện của Sanatana là thiền chứng của các vị hữu học và phàm tăng nhân. Nhưng mà thiền của các bậc hữu học á, dù là thiền thiện nhưng mà các ngài không có ngoại thiền, bởi vì các bậc hữu học tu được quần từ Đà Hàm A Na Hàm, các vị đó đã diệt trừ một số phiền não. Và những phiền não còn lại thì đã làm cho nó yếu đi. Cho nên phiền não của các bậc hữu học, phiền não của các bậc hữu học nó có nhưng mà có không đáng kể. Bây giờ chúng ta nói đến cái loại thiền chức của hạng phàm phu,
phiền não hay là năm triền cái mà vì đó chế ngự để mà chứng đắc thiền. Sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh. Nhưng ở đây chúng ta nên hiểu ly dục ly bất thiện pháp cái trường hợp đối với một cái vị phàm phu, về hành giả phàm phu mà tu chứng thiền, diệt trừ phiền não hay là khống chế phiền não cũng giống như đá mà đè cỏ. Trên cái đám cỏ người ta dùng những cái phiến đá phẳng tròn, đá phẳng mà vuông chẳng hạn, họ đem họ đè lên trên, họ lót đường để họ đi. Thì chỗ ở tại đó nó bị đè nén xuống, nó còn có mọc lên ngay cái tảng đá. Nhưng mà cho đến khi cái tảng đá đó bị di dời qua bên thì cỏ nó mọc trở lại. Cũng vậy, một vị hành giả phàm phu họ chứng thiền, thấy vậy cho tất cả những cái phiền não, nhất là phiền não tiền miên, hay gọi là phiền não ngủ ngầm, anusya, vẫn còn y nguyên. Mình hướng phiền não ngủ ngầm đó khi mà nó thích hợp thì nó khởi lên. Cái chuyện này không có khó. Việc thứ hai nữa là một vị hành giả mà tu chức thiền thông, không phải lúc nào 24/24 giờ đều an trú tâm thiền hết. Nếu liên tục 24/24 một vị đó an trú trong tâm thiền thì có lẽ là phiền não nó sẽ không có cơ hội để khởi lên được. Năm nay vị đó chỉ có khởi lên cái lộ tâm đắc thiền, rồi sau đó nhập thiền cơ, tức là thiền nền tảng rồi hiện thông. Nhưng mà cái bản chất phiền não của vị hành giả này nó mạnh mẽ hơn các vị hành giả khác. Có những vị hành giả mặc dù họ chứng thiền, trong lúc mà họ đè nén được phiền não thì họ chứng đắc thiền, nhưng mà do cái thường cận y duyên, họ bị tiêm nhiễm quá nặng về tham danh, tham lợi, tham sắc, thinh, khí, vị, xúc, hoặc là họ khởi lên cái tâm sân, họ nảy tâm sân, nhưng mà chỉ do lúc ban đầu họ có thể chế ngự được năm triền cái, tức là tham dục, sân độc, hôn thị, trạo hối, hoài nghi, rồi họ tập trung chánh niệm, họ đắc được thiền. Nhưng mà sau khi xả thiền, sau khi trở về cái đời sống bình thường thì những cái gì ở quá khứ vị đó đã quân tập, như là người khen mình chê người, hoặc là có cái sự tâm dễ bị chi phối, ái nhiễm bởi
cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì lúc đó đó nó mạnh lên như là có một vị đạo sĩ rất thiền thông, và đức vua Varanasi cũng có cái tâm kính trọng. Hằng ngày mời vị đạo sĩ đó đi vào hoàng cung để cúng dường. Ngày nào vị đạo sĩ đó cũng dùng thần thông để đến hoàng cung mà thọ trai. Cho đến một ngày kia, đức vua bận việc quân, phải đi ra ngoài biên ải, mới dặn hoàng hậu ở nhà hãy thay thế vua mà cúng dường bổ độ cho cái vị đạo sĩ. Thì vị đạo sĩ này vì có thần thông cho nên vị đó xuất hiện đột ngột. Thứ hai nữa là khi mà vị đó đến, đến ở chỗ nào thì do cái tác ý của vị đó khởi lên cái tư tưởng, rồi thần thông sẽ thể hiện để đi đến đó, không có ai thấy để ngăn cản. Thế là vị đạo sĩ này xuất hiện thình lình trong lúc hoàng hậu đang nằm nghỉ, vừa mở mắt ra thấy đạo sĩ thì hoàng hậu bật ngồi dậy một cách vội vã để mà đánh lễ cúng dường. Nhưng khi đó y phục ở trên người của hoàng hậu nó bị rơi, bởi vì cái y phục thời đó, thưa quý vị, họ chỉ choàng nhúc lên thôi chứ họ không có cài nút, không có phần ma thuê như bây giờ y phục của chúng ta. Khi mà đạo sĩ vừa trông thấy cái thân tướng của nữ nhân lộ lộ trước mặt ấy, thì chính do cái thường cận y duyên ngủ ngầm ở trong quá khứ, vừa khi đó là vị đó bị thất niệm, thì phiền não nó khởi lên, nó khởi lên một cách nó ghẻ và khiến cho thiền thông của đạo sĩ đó tạm thời bị hoại, tạm thời bị hoại, bị mất. Và tự vị đạo sĩ đó cảm thấy thẹn, mình đi về vườn ngự quyển, thì đạo sĩ chỉ có đi bộ mà về chứ không còn thần thông. Và khi mà về cái hình ảnh của hoàng hậu, cái thân lõa lồ của hoàng hậu vẫn ám ảnh cái tư tưởng về đạo sĩ đó. Qua ngày hôm sau và những ngày tới nữa, vị đạo sĩ này không có đi vào hoàng cung để thọ thực. Đức vua đi vài ngày thì đức vua trở về, và khi không thấy đạo sĩ đi đến hoàng cung thọ thực thì đức vua mới đi đến ngự quyển và thấy đạo sĩ ở trong cái tình trạng đó. Đức vua mới hỏi thăm thì vị đạo sĩ cũng thành thật mà nói, và vị đạo sĩ đó trong lúc nói như vậy cũng có nghĩa là phát lộ đối với đức vua, bày tỏ với đức vua, và nhờ vậy mà
chứng chánh được tâm. Và đạo sĩ niệm lại cái đề mục chứng liền thiền thông trở lại. Vị đạo sĩ thuyết pháp cho vua nghe, rồi vị đạo sĩ đó dùng thần thông bay về núi Tuyết Lãnh. Từ giả vua không trở lại hoàng cung nữa, bởi vì một nơi mà nó có quá nhiều cái sự nguy hiểm cho thiền thông với cái sự cám dỗ đó. Thì ở đây chúng ta cũng biết rõ là chúng ta mà lúc chứng thiền thì chứng thiền có thần thông, nhưng mà do cái thường cận y duyên, cái tập khí ngủ ngầm ở trong quá khứ nó bị tiêm nhiễm quá lâu, cho nên bây giờ dầu có thiền thông nhưng mà gặp rỉnh nó tương thích với tâm tham thì tâm tham sinh khởi, tương thích với tâm sân thì tâm sân sinh khởi. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng chính do kẻ phàm phu của chúng ta có cái tập khí phiền não tiêm nhiễm lâu, nó trở thành cái phiền não ngủ ngầm. Mà khi bị chứng niệm thì lúc đó phiền não ngũ ngầm đó nó gặp cảnh, nó cũng sẽ khởi lên để làm cho hư thiền quả thông. Nó chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Cho nên chúng tôi có một vài điều chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Hòa Thượng Giáo Trắng vừa nêu trong môn của Thầy. Sa thú rất là chuyện của thượng thầy sư. Bây giờ để thỉnh sư đi nghỉ và phần còn lại sư đệ và chư tăng sẽ đảm trách. Thưa quý Phật tử, sau câu thảo luận của hòa thượng thầy sư, chúng tôi xin có một vài lời. Sau vài lời này thì chúng tôi sẽ tiếp tục thỉnh chư tôn đức để quý ngài có thêm cái sự đóng góp. Nếu vì hôm nay khi mà chúng tôi dịch bản kinh này thì có một cái chữ mà chúng tôi phải thú nhận là nó rất là khó dịch. Nó khó dịch là bởi vì nếu mà dịch vào cái nghĩa đen ở trong kinh văn thì thật ra không ai hiểu mình nói cái gì hết. Và nếu mà chúng ta dịch theo nghĩa đó thì nó dịch theo nghĩa chung mà đọc từ bản sớ giải, và thật ra bản sớ giải thì nói không có nhiều. Đây là vấn đề. Cái chữ đó là chữ Antalikacara Pasa. Và Pasa là cái bể sập. Antalikacara là cái chuyện mà vận hành ở trên hư không, vận hành trên hư không. Chúng ta tạm hiểu là như là ở trong Thái Dương hệ có những cái hành tinh xoay chung quanh mặt trời, hay là cả chung vũ trụ này, tất cả những cái thiên hà, những Thái Dương hệ và những cái tinh cầu đều vận hành theo cái quỹ đạo. Và cái quỹ đạo này có một cái do cái hấp lực cố định, nó quay tròn tròn như vậy. Thì cái đó gọi là Antalikacara. Và mà vương thì dùng cái đó gọi là Pasa, là cái bẫy. Thì bây giờ tại sao ma vương nói điều này? Là thứ vì ma vương biết được một chuyện là về cái tính cách tự nhiên của thiền định. Như là quý vị thường nghe
Chư Tăng giảng ở trong lớp học đó, là có hai cái sự tu tập. Một là chỉ, hai là quán. Thì chỉ đó là một cái cách định tâm vào một cái một cái thiền xứ. Và do cái thiền xứ này đó thì vị này không bị chi phối bởi cái khác. Thí dụ như là bây giờ một đứa nhỏ nó ham chơi, nhưng mà cha mẹ và thầy giáo cố gắng để tạo ra cái điều kiện cho nó thích đi du lịch, cho nó thích đọc sách, do tập trung vào sách vở, tập trung vào du lịch đó, nó không còn đi ham chơi với bè bạn nữa, tức là dùng cái này thay thế cho cái kia. Dạ. Và cái cách này ở trong kinh dùng một cái sự diễn tả gọi là lấy đá đè cỏ, tức là nó có tính cách là tạm thời áp chế, nó cũng có hiệu lực, thậm chí nó có hiệu lực nhanh hơn là thiền quán nữa. Nhưng mà tại vì nó là đá đè cỏ nên khi đá nó chỉ đè cái ngọn ở trên, nhưng mà nó không có diệt cái gốc ở dưới, cái gốc vẫn còn có khả năng sanh khởi lại. Và đây là một cái điểm rất là tế nhị khi mà nói về thiền. Dạ, đây là điểm rất là tế nhị đối với thiền. Thì chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi phải nói tới hai cái thí dụ, mà hai thí dụ này đó nó rất là tầm thường ở trong cuộc sống, nhưng mà nó lại cho chúng ta hiểu cái lý do tại sao Ma Vương tin vào cái bẫy sập này. Quý vị nhớ là ở trong câu nói này của Ma Vương không phải là vô căn cứ. Câu nói này của Ma Vương không phải là Ma Vương nói mà không có biết chuyện đâu. Thật ra Ma Vương có cái hiểu biết rất là chiều sâu. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị bình tâm nghe hai cái thí dụ này. Một cái thí dụ đầu tiên đó là ngày xưa chúng tôi nhớ là ông Nguyễn Cao Kỳ đó. Lúc đó là ông làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp. Và đây là câu chuyện mà ông nói với Hòa Thượng Hồng Giác. Dạ, ông chủ tịch Ủy ban Hành pháp ở miền Nam Việt Nam á. Thì ông từ một vị tướng trẻ tuổi trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, không có danh vọng gì hết, nhìn bị cao hết, bị đưa lên làm cái chức chủ tịch Ủy ban Hành pháp. Và lúc bấy giờ đó thì ông lại được Bộ Tổng Tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó là bảo vệ và cho cận vệ theo sát. Nhưng mà ông lại có một cái thèm lạ lùng, đó là ông thèm ăn tô phở ở trong một cái quán phở ở gần cái căn cứ của ông. Mà quán phở đó nó rất là bình dân, nhưng mà nấu rất là hạp khẩu. Ông gọi là phở Bắc mà nấu rất là hạp khẩu. Và ông thích đến đó ngồi trong cái góc đó, rồi kéo cái chân lên rồi ngồi ăn cái phở, ông thích như vậy. Thì mặc dù ông đã lên cái chức chủ tịch Ủy ban Hành pháp rồi, nhưng mà sao tự nhiên nó lại thèm cái tô phở đó. Ông mới coi không thấy ai là ông chạy ra tô phở. Ông chạy một mình, ông đi gọi là dùng cái chữ đi lén á, đi lén mình ra, vừa ngồi tô phở kêu tô phở. Và người ta mới bưng ra đóng trên bàn thì ông thấy đã 5-6 cận vệ đứng lối vô quanh ngoài cửa đó, dòm vào để canh chừng cho ông. Thì ông với cái tư cách là chủ tịch Ủy ban Hành pháp, ông không có thể nào mà ngồi cái kiểu đó mà ăn tô phở kiểu đó trong cái quán đó hết. Là ra ông cười rồi ông đứng dậy đi về. Thì ở đây nó là một thí dụ cho thấy rằng một cái người họ đến cái địa vị cao mà lúc đó thật sự ông muốn ăn, ông muốn gọi cả đầu bếp vô nó ăn cũng được. Nhưng mà thật ra đó thì cái chuyện đó nó không làm cho ông mất đi cái thèm, và cái thèm vốn nó là thói quen từ trong quá khứ. Dạ, đây là một chuyện mà rất là khó hiểu với nhiều người. Hay là đây là chuyện của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác á. Ngài kể lại là lúc hồi Ngài còn đi học ở Nam Vang á, thì Ngài có biết một chuyện là có một cái ông đó làm thầu phán ở trên Nam Vang. Ông rất là giàu. Và ông có một người vợ mà theo cái nhìn của Ngài Hộ Giác là không thể chê chỗ nào được hết. Tại người vợ đó vừa đẹp, vừa có đức hạnh nết na, vừa là nhìn rất là cao sang. Nhưng mà ông thầu phán này đó, ông lại tằng tiệu với một cái cô gái gánh nước ở trong nhà. Và cuối cùng ông lấy cô gánh nước làm bé. Và theo lời kể lại là ông dành nhiều thời giờ cho cô gánh nước đó hơn là cái người vợ mà cao sang đẹp đẽ kia.
Thì Ngài Hữu Giác Ngài còn trẻ, Ngài tới cái chuyện kỳ quá. Nếu mà Ngài nói thôi, Ngài nói ở trong bụng Ngài suy nghĩ, Ngài nếu Ngài không tu ở ngoài đời á, không bao giờ có trường hợp mà Ngài bỏ người vợ cao sang như vậy mà đi lấy người phụ nữ tầm thường như vậy. Thì một cái vị ở gần Ngài Hữu Giác đó là Hòa Thượng Ấn Lâm. Hòa Thượng Ấn Lâm là một vị giáo thọ bên Bắc Tông, rồi sau này tu qua Nam Tông, thành ra tuy là Hòa Thượng lớn tuổi đời hơn Ngài Hữu Giác rất nhiều, nhưng mà Hòa Thượng lại là một cái người mà cũng như là tu trước sau với Ngài Hữu Giác đồng thời đó. Mà Ngài Hữu Giác hay kêu Ngài Giác sư đệ, mặc dù Ngài Phật Ấn Lâm lớn tuổi hơn Ngài Hữu Giác nhiều. Thì Ngài Ấn Lâm Ngài nói sư đệ à, sư đệ tu hồi nhỏ trong chùa, sư đệ không hiểu ở ngoài đời nó có nhiều cái ham muốn kỳ cục lắm. Và không phải giống sư đệ nghĩ là người vợ chính là cao sang đẻ phúc hậu đoan trang mà làm thỏa mãn người chồng đâu. Dạ. Thì chúng tôi muốn lấy cái thí dụ này, hai cái thí dụ chuyện ăn phở và cái chuyện của cái ông nhà thầu đó, để kể quý vị nghe một điều là cái dục lạc của trần gian đó nó len lỏi vào đời sống khó hiểu lắm á. Tại vì nó không phải chỉ là trực tiếp, ví dụ như là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân nếm, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, không phải trực tiếp như vậy không. Nó còn có một thứ mà trong thắng pháp chúng ta gọi là thường cận y duyên hay thường thân y duyên đó, tức là một cái tập khí từ quá khứ. Cái tập khí đó nó lâu đời nhiều kiếp, và cái tập khí của chúng ta phần lớn nó đến từ ngũ dục chứ nó không phải là đến từ thiền định như quý vị. Lâu lâu mới có một vài vị như là Ngài Mahakassapa, Ngài đã từng chứng thiền ở cõi Phạm Thiên xuống, Ngài nhìn cuộc sống ngài ảnh hưởng cái thiền định ở trong quá khứ, hay Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Còn các vị khác thì phần lớn chúng ta là ảnh hưởng cái tập khí của ngũ dục. Dạ. Cái ngũ dục này rất khó hiểu. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, nó thu hút chúng ta không đơn thuần là do hiện tại mà do quá khứ. Ví dụ như quý vị thích một cái màu nào đó, hay là quý vị thích một đường nét nào đó, hay là giả sử như người Việt Nam của chúng ta thì thích cái đẹp của tà áo dài, thì nó cũng là một cái sự chất chứa lâu ngày, chứ phải là thấy chiếc áo dài chứ thấy chiếc kimono hay thấy áo đầm mà thấy có cái thích khác nhau. Nó đấy là điều rất là lạ trong cuộc sống. Thành ra đối với ngũ dục nó còn có chi phối cái tập khí, và nó còn có một thứ mà liên hệ sâu kín đến trong đời sống của chúng ta. Khi mà nói đến ngũ dục, đó là ngã chấp. Ngã chấp, quý vị thấy không? Đối với một người, dù là thế giới chủ quan hay thế giới khách quan, thì sắc thinh khí vị xúc đó, nó đều liên quan đến ngã hết. Dạ. Cái đó tôi thích, cái đó là của tôi đó, cái đó tôi chịu, cái đó tôi ưng. Cái tôi chịu, tôi ưng, tôi thích đó thì liên quan tới ngã. Và cái ngã này nó sâu sắc lắm chứ quý vị. Tại sao người ta bỏ ra rất nhiều tiền để làm một cái cảnh trí rất là đẹp, từ cái việc trang trí nhà cửa hay trồng hoa kiểng, hay là họ bỏ rất nhiều tiền để mua bộ quần áo nào đó thật là đẹp. Tại vì nó tôn cái ngã lên, nó tôn cái tôi, cái ta lên. Và người ta nghĩ rằng mặc bộ quần áo làm cho tôi sang, làm cho tôi đẹp. Thì quý vị thấy rằng cái gọi là ngũ dục đó, nó không đơn thuần chỉ là một cái gì khả ái khả ý đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó còn liên quan đến ngã tính, mà nó còn liên quan đến tập khí nữa. Thành ra cái này đó nó sẵn sàng quật ngã thiền định, mặc dù cảnh giới của thiền định và cảnh giới của ngũ là một cái rất là cao siêu, một cái rất là tầm thường. Dạ, một cái rất là cao siêu, một cái rất là tầm thường, hai cái mình không có gì tưởng tượng. Chúng tôi nói là như hồi nãy cái thí dụ chúng tôi là ông cầu phán mà ông lấy người vợ là vừa cao sang đẹp đẽ phúc hậu, nhưng mà ông lại tặng tiệu với một cái cô gánh nước, mà gánh nước nhan sắc rất là tầm thường về mọi thứ. Nhưng mà thật ra thì ở đời sống con người chúng ta nó có những cái chi phối rất là thô nhưng lại rất là tế, những chi phối mà đời sống con người thật ra không có ai có thể hiểu được. Ác ma hiểu những điều đó, và ác ma tin rằng có chứng thiền đi nữa, ăn mà đi biết cái phần chứng thiền, nhưng mà Antalikkhacchara Pasa là một cái cạm bẫy. Ở đây chúng tôi là cạm bẫy thái hư, mà ở trong cái ở trong cái kinh văn nguyên thủy đó, chúng tôi tạm dịch là một cái
cạm bẫy bay trên hư không. Quý vị nghe, quý vị không biết chúng ta nói cái gì hết, cạm bẫy bay hư không. Nhưng mà chúng ta nói là cái cạm bẫy mà nó vô hình vô tướng vô ảnh, mà cạm bẫy này tuy rằng nó vô hình vô tướng vô ảnh nhưng mà rất nguy hiểm. Nó giống như là người ta nói đến một thứ thuốc độc mà là để trong đèn cày, và không phải một cây đèn cày mà hai cây đèn cày đốt và hai cái mùi hương nó hòa lại với nhau thành khí độc. Chúng tôi nghe nói về chứ không biết có hay không. Thì những cái khí độc này chúng ta rất là khó đoán. Thì Ma Vương tin rằng dù sao thì vẫn còn có cái cách trị Đức Phật, dù sao cũng có cách giam giữ Đức Phật. Nhưng Đức Phật ngài trả lời một cách thẳng thắn là cái chuyện mà cái gốc mà ngài biết tận gốc là đối với năm dục lạc ngài hoàn toàn không còn một chút ham muốn gì hết. Thành ra đừng nghĩ rằng là Ma Vương có thể sử dụng được điều đó. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với cái ý nghĩa của cái chữ gọi là cái bể sọc vận hành trên không. Quý vị nghe, quý vị cũng không biết chúng tôi muốn nói cái gì, nhưng mà thật ra rất là khó để dịch chữ đó. Antalika Charapasa. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với Chư Tôn Đức. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa Pháp Tân Hoa Kỳ cho biết. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, ở đây đó, chúng ta có một cái ý nghĩa là cái sự tu tập và gọi là rốt ráo đoạn tận phiền não, nó không phải chỉ đến từ thiền định mà đến từ tuệ giác. Và chính tuệ giác, tức là cái trí tuệ giác ngộ mới đoạn tận được phiền não. Thì tôi có thể cho một vài cái gợi ý rằng tại sao chỉ có tuệ giác, trí tuệ trung đạo mới gọi là đoạn tận, hay thực sự là giảm thiểu vĩnh viễn như trường hợp vị Tư Đà Hàm, và những cái khác thì là đoạn tận hoàn toàn. Tại sao phải cần đến một thứ trí tuệ như vậy mà Phật giáo Tây Tạng gọi là kim cương trí đó. Xin cái tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giải thích về điểm này. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Qua câu hỏi của Hòa Thượng thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây đó. Thì con nghĩ cái tiến trình tu tập của chúng ta đó, thì để mà đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn thì phải đi nó dường như là chúng ta phải trọn vẹn giới định và tuệ. Thì thật sự ra thì một người tu chứng định thì được nghe như biết về chứng thiền đó, thì không phải là chuyện mình có thể dễ dàng thành tựu, bởi vì cái tâm thật sự là có an tịnh rồi đạt được cái kiên cố định, tức là để mà chứng thiền đó, thì phải nói là cái công phu tu tập nó rất là lớn, chứ không phải là rất là nhiều cái công phu tu tập để rồi thành tựu những cái việc đó, chứ không phải là không. Cho nên là khi mà một người mà do cái năng lực của thiền định mang lại áp chế các cái triền cái này, năm cái loại triền cái mà để rồi chứng đắc các cái thiền chứng, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để trở thành một cái vị mà chứng thiền như các vị Phạm Thiên, Sắc Giới chẳng hạn, thì cái vị hành giả đó cũng cần phải nỗ lực rất là lớn, cho nên là mới có thể áp chế được cái chuyện cái. Nhưng mà ở đây đó thì khi mà mình tâm mình áp chế những cái triền cái thì cái tâm mình mới có được cái sự an tịnh, an lạc, cũng được vượt ra khỏi những sự ràng buộc của triền cái. Nhưng mà cái đó đó thì cái điều đó nó giống như là trong kinh, ví dụ như là cái sự gọi là giải thoát tạm thời, sự đè nén, hay là lấy đá đè cỏ là một trong những cái sự giải thoát. Nhưng mà cũng không biết được
cái việc mà khi mà một người mà chứng đắc như vậy rồi bị cái phiền não gì đó nó dấy lên, đặc biệt là dục dấy lên vì tham dục sân độc gì đó, thì cái vị hành giả đó bị mất hết cả cái khả năng đó. Nhưng mà có một cái sự giải thoát ở trong gọi là tuệ giác đấy, hay mình nói là ở trong Phật giáo thường biết đến hai cái loại thiền, cái loại thiền hay là hai cái gọi là cái sự phát triển từ nội tâm á, tức là chỉ tịnh cũng như là quán tuệ quán vậy đó. Thì cái vị hành giả do cái sự tuệ, do cái sự tuệ quán, tuệ quán ở đây thì cũng nghĩ rằng cái trí tuệ mà để sanh ở trong cái tâm đạo của một bậc thánh, như là ở trong Na Tiên Tỳ Kheo, ngài Na Tiên ngài ví dụ giống như là cái trí tuệ nó giống như là một cái tai mà mình cũng có cái định ở trong đó, tức là cái tai mà mình gom cái bụi lúa, cái tay trái mình gom cái bụi lúa lại, rồi cái tay phải mình dùng cái lưỡi liềm để mà mình cắt cái bụi lúa. Thì cũng như vậy, cái trí tuệ mà gọi là tuệ quán hay là tuệ giác của trong tâm đạo đó, thì con nghĩ đó là cái sự đoạn tận hoàn toàn, tùy theo cái gọi là bậc đạo quả của các vị thánh nhân. Ví dụ như là vị Tu Đầu Quần thì chỉ có đoạn trừ được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, nghi và giới cấm thủ mà thôi. Nhưng mà rồi đó thì cũng lần lượt đó, do cái tuệ quán đó mà các cái vị hành giả mới là các cái vị thánh mới có thể là đoạn tận phiền não một cách hoàn toàn, rồi chứng đắc quả vô sanh, tức là quả vị A-la-hán. Thì ở đây đó là cái sự giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy các cái bậc thánh hữu học đó thì cũng mới chỉ là đoạn trừ theo cái phiền não của mình theo từng mức độ, từng mức độ của bậc thánh thôi, cho đến khi mà chứng quả vị A-la-hán thì mới là thật sự là cái mầm mống mà sanh tử luân hồi đó không còn có cơ hội để tái diễn nữa. Cho nên là cái tham ái, là cái vô minh, hay là cái ngã chấp, chấp thủ đó nó không còn nữa, thì làm sao mà có được cái đời sống luân hồi nữa, không có cái sự luân hồi nữa. Thì ở đây con nghĩ rằng là các cái vị mà tu thiền, các vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy, thì cũng có những vị đó là vừa là chứng cái thiền chỉ và là chứng quả vị A-la-hán. Cho nên là mình biết là các vị A-la-hán có lục thông, hoặc là có những vị A-la-hán chỉ là những vị A-la-hán là do quán chiếu với cái tuệ quán mà chứng đắc thôi, mà không có chỉ tịnh đó. Cho nên là các vị đó cũng chỉ chứng quả vị A-la-hán, nhưng mà không có chứng các cái thiền chứng như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cuối cùng thì các vị đó cũng không có những cái thần thông. Nhưng mà có những vị đệ tử Đức Phật thì có những vị có thần thông. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là cái sự giảm thiểu bằng cái tâm đạo của một cái vị, một bậc thánh nhân đó, thì do cái tuệ quán theo từng mức độ. Khi mà một vị thánh Tu Đà Quần thì hả mà tâm sơ đạo sanh khởi lên thì tự động cắt đứt, hay là mình nói là bứng sạch những cái phiền não tiền niên đó, mà mới cũng chỉ mới là bậc Tu Đà Quần cũng chỉ mới là bứng sạch được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, nghi và giới cấm thủ thôi, cho đến nó bậc tam quả mới là dứt được, trừ được là dục ái và sân. Rồi đến khi mà bậc A-la-hán thì thật sự là đoạn trừ được năm cái kiết sử sau cùng,
thì mình biết rằng cái sự giảm thiểu đó, đó dựa vào cái ý nghĩa đó mà theo con nghĩ rằng vì sao ta gọi là bậc thánh nhất lai, rồi bậc thánh bất lai, rồi bậc thánh thất lai, hoặc là bậc thánh vô sanh, dựa vào cái đó, dựa vào cái ý nghĩa mà đoạn trừ những cái phiền não đó mà các ngài gọi đó là bậc thánh thất lai, hay là bậc thánh nhất lai, hay là bậc thánh bất lai, rồi hoặc bậc thánh vô sanh, tức là chỉ cho bậc a la hán, thì do đoạn trừ từ phiền não một cách hoàn toàn, tức là bứng sạch phiền não bằng cái tuệ quán, thì cái đó đó mới thật sự là hoàn toàn dứt sạch. Còn cái thiền định mà do cái thiền định một vị mà chứng thiền, mà như là chúng ta đọc ở trong kinh biết là Tôn Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, cũng đã từng chứng tứ thiền ngũ thông, nhưng mà do gì đó là tham dục đó, ham muốn quyền lợi, rồi ham muốn cái này, danh vọng địa vị gì đó, rồi cuối cùng thì bị mất hết tất cả. Rồi đó là cái điều mà chúng ta thấy hoặc là đọc ở trong kinh, trong Cha Tát Cá, là có khi gặp là Đức Bồ Tát ngày chứng thiền, rồi ngày đi thường là thường bữa đi xuống dưới những cái đi vào trong cung để mà giảng đạo, trở thành một cái vị đạo sĩ giảng đạo cho đức vua đó. Rồi một hôm tình cờ bay trên không trung như vậy thì thấy hoàng hậu đang đang tắm, đang lòa thể như vậy đó. Rồi Đức Bồ Tát do khởi cái dục lên đó, cho nên mất hết thần thông. Nhưng mà khi mà ngài do cái sự lòng tàm lòng quý khởi lên đó, cho nên ngài cố gắng thiền định rồi lấy lại những cái thiền chứng của mình, thành tựu lại những cái thiền chứng của mình, rồi dùng thần thông bay về trên tuyết sơn, trên núi để mà tiếp tục cho cái đời sống tu tập nữa. Thì con nghĩ rằng cái đó một cái ở trong cái tuệ quán thì là đoạn tận phiền não một cách dứt, đoạn trừ một cách tuyệt trừ một cách dứt khoát, không còn có cơ hội để tái diễn nữa. Còn một cái áp chế các cái phiền não, cái triền cái, thì đó cũng chỉ là áp chế tạm thời. Như là thường được nghe cái ví dụ là lấy đá đè cỏ là như vậy. Cho nên con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thu kính trình Thư Tọa Pháp Tân với câu trả lời vừa rồi. Bạch Thư Tọa, tự quyền Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thư Tọa tự quyền nghe được, xin Thư Tọa con nghĩ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thư Tọa tự quyền, qua cái bài kinh này cũng như một số các bài kinh khác thì chúng ta có thể cảm nhận rằng ma đó có thể biết được cái cảnh giới của thiền chỉ, nhưng mà ma ta lại rất là mù mờ về tuệ quán. Nếu mà quả thật như vậy đó, thì Thượng Tọa Tư Quyền có thể giải thích tại sao ma có thể hiểu được thiền chỉ nhưng mà ma lại không có tường tận được tuệ quán, lý do tại sao vậy? Kính thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tổng Minh Hạnh, Đại Đức Từ Trí, Đại Đức Từ Đức Chung, Thâm Cục Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy. Những gì mà thuộc về ở trong cái tam giới này, nó liên hệ đến trong tam giới, thì có thể nói rằng là nằm trong giới vứt của ma. Nhưng những gì mà nó đưa đến kết quả của siêu thế vượt ra khỏi cái tam giới này thì nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của ma.
của ma giới, của ma lực, thì chúng ta thấy là đối với thiền chỉ thì các vị tu chứng đắc thiền định, cảnh giới cao cả của thiền chỉ đó chính là chứng đắc tứ thiền. Nhưng ngược lại, cảnh giới của thiền quán hay cảnh giới của tuệ quán đó, thì cảnh giới này là cảnh giới ly tham, cảnh giới buông bỏ, cảnh giới của cái sự hiểu biết được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp, hiểu biết được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp. Và vì vậy cho nên vì ấy, vì dầu vô thiền chỉ nó còn cái sự dính mắc ở trong cảnh giới của thiền, nhưng ngược lại thiền quán thì giá trị của thiền quán là giá trị của sự không dính mắc, của sự buông bỏ với mọi hình thái, dầu cho cảnh giới cao cả của thiền định. Thì ở trên thân của thiền quán không có như vậy, mà thiền quán chính là đạt được cái cảnh giới tức là tịch tịnh, vắng lặng và an lạc một cách tuyệt đối. Thì cảnh giới của ma giới thì những người có phiền não khởi sinh lên thì trong vòng kiềm tỏa của ma, nhưng ngược lại có những người ta lý dục rồi, người ta đoạn trừ rồi, người ta không còn dính mắc, người ta không còn mong cầu, thì ma không thể làm các vị đó dao động, hay không thể có thể là xâm nhập được các vị đó, bởi vì cảnh giới của các vị đó là cảnh giới của bậc thánh, của những người không còn khổ đau, không còn sinh tử trong cuộc đời này. Cho nên ma giới không có thể đụng tới được, không có chạm tới được. Và vì sao vậy? Vì cái sự thành tựu của các bậc thánh đó chính là nhờ giá trị của tuệ quán. Mà dĩ nhiên ma giới thì nhờ có thể họ hiểu thấu được, họ biết thấu được, họ có thể xen vào được cảnh giới của những vị chứng đắc thiền, và họ còn là chủng phàm phu, cho nên còn trong sự kiềm tỏa, cho nên ma giới nó mới được như ý nguyện. Chứ còn chúng ta thấy ngay cả Đức Phật và chư hiền thánh tăng, ma nó không thể nào đụng được. Con của Như Lai và con của Như Lai rồi thì chắc chắn rằng không thể nào mà ma giới có thể đụng chạm được. Cho nên chúng ta thấy nhiều cái sự đặc trưng của các vị tỳ kheo ni ở giữa rừng hay là ở dưới kinh, hay ở những cái nơi này nơi kia, đều cảm thán và nói lên bằng một cái sự chứng đắc của chính mình, thì kính hay là cái sự cản trở của ma giới, của ma lực, xin lỗi, của ma của ma giới thì không thể làm cho các vị đó có thể thay đổi, hay làm cho các vị đó có thể sợ hãi, hoàn toàn không có, bởi vì các vị đó là các vị đã đoạn lậu. Nhưng đều có một điều là chúng ta thấy cái sự sáng chói của Đức Phật nó nhiều quá, cho nên ma giới tưởng làm rằng ma giới cũng thích coi như là mạo hiểm. Chứ ma giới biết rằng như là cái khả năng của Phật nó cũng lớn lao và mạnh mẽ, nhưng điều mà vì cái tâm bất thiện cho nó, chứ sự thật cho họ hiểu kỹ, họ nhìn kỹ ra thì họ không có thực hiện đâu. Nhưng đó cũng là cái vốn là cái cách họ cái quen cái tật cái tánh của họ rồi, họ chuyên phải làm như thế. Và trong kinh cũng nói họ muốn cái ma giới nó thịnh, họ muốn cái chủng loài hay là của ma giới nó thịnh, mà chủng loài hướng tâm ly tham tu tập nó giảm. Đó là cái sự thật đó quý vị. Mà chính vì vậy cho nên ma giới luôn luôn sẽ
quậy phá luôn luôn sẽ gây khó cho những người có cái tâm tiến tu, có những người có cái tâm muốn thoát khỏi cái sự sanh tử khổ đau. Và nó chặn ngay từ đầu. Bởi cho nên chúng ta không lạ lùng gì khi có những người buổi đầu tiên dũng mãnh tính tâm, hay là vừa muốn đó và cũng đổi ý đó, hay là chỉ tu một thời gian rồi bỏ súng, buông, coi như là bỏ áo, rớt áo, hoặc là bỏ đi một cái sự thực hành của chính mình. Đó là chính là hình thái của xuất gia, hay là hình thái của cái sự tu tập. Thời gian rồi cái họ cũng ngựa quen đường cũ, cũng trở về con đường xưa lối cũ. Đó là sự thật như vậy đó. Có một số vị hành giả thiện nam hay tín nữ buổi đầu tiên tu rất là tinh tấn, nhưng lần đó họ không giữ vững được do nhiều cái điều kiện khách quan lẫn chủ quan, mà khách quan lẫn chủ quan đó cũng chính là có một phần của ma giới nó xen vào. Và chính điều này mà chính Đức Phật ngài cũng đã nói rồi, tức là có lúc thì ma cường, thì có lúc những người đệ tử của Phật thì nó thịnh, có những lúc ma cường và lúc nó suy yếu vân vân, thì tùy theo cái tâm tư của mỗi con người nó hướng thượng, thì lúc đó ma nó suy. Mà nếu như đại chúng tâm tư của con người mà hướng đến cái sự tranh giành, cái sự ham hố, cái sự tham muốn chiếm đoạt nhiều, thì chắc chắn rằng lúc đó ma cường. Chứ chúng ta nói Phật thịnh thì không phải, hay ma Phật suy ma thịnh, chúng ta không ví dụ Phật ở đây được. Bởi vì cái cảnh giới mà Phật á, nó đếm trên đầu ngón tay so với cùng pháp giới chúng sinh, cho nên chúng ta không lấy cảnh giới đó được. Mà chỉ là những người đệ tử hay là những người đang tầm cầu con đường giải thoát thôi. Thì như thế đó, thì hỏi vậy chứ tại sao mà hiểu về cái thiền chỉ nhiều hơn hiểu về cái thiền quán, hiểu về cái tệ quán? Bởi vì cái thiền chỉ này đã thuộc về cảnh giới của hiệp thế, còn cảnh giới của thiền, của tệ quán á, cái sự tu tập để đạt đến cảnh giới của siêu thế. Cho nên vì vậy nó vượt ngoài cái tầm hiểu biết của ma, vượt ngoài cái tầm kiểm soát của ma, và ma không thể xâm nhập ở cảnh giới này. Và đây chính là câu thảo luận của chính con là như vậy. Và cũng kính cung thỉnh hòa thượng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một chút, kính cung thỉnh ngài. Sa thủ kính trân thưa tòa Tư Quyền. Thứ vị câu trả lời của thượng tòa Tư Quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phổ Pháp Bồ Tát Tham Ma. Ngày mai này chúng ta sẽ trở lại giáo trình Thắng Pháp và vị giảng sư là hòa thượng Thời Siêu. Kính đại lễ Chi Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân ngài hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như được kết bài học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngày hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con tri ân đại đức Tuệ Đức ở Tệ Tri và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành.